Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nhé cả nhà ơi. Hello mọi người. Hôm nay em sale vườn nha cả nhà ơi. Hôm nay em Queen sale vườn nha. Em chào chị Phượng Kim. Hello mọi người. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Mọi người đã chia sẻ rồi comment lên giúp em chịu đã chia sẻ nha. Hôm nay em sẽ bù cái quà tặng ngày hôm qua. Do hôm qua trời mưa quá không có tặng quà cho mọi người, thì hôm nay em Queen sẽ tặng quà bù. Sẽ tặng quà bù cho mọi người nha cả nhà. Em chào anh chị Gia Phúc Nguyễn. Em chào tất cả cô chú anh chị nhà mình đang có mặt tại livestream của nhà em ngày hôm nay nha. Hello mọi người. Sao cái bàn này nó gặp gần vậy ta? Em chào tất cả cô chú anh chị nhà mình đang có mặt tại livestream của Vườn Lan Thiên Mỹ ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. À mọi người ơi, bây giờ mọi người vô đi, tầm khoảng 5 phút nữa em quay game trả quà ngày hôm qua trước đi. Xong rồi em lên em tặng lên hàng sale, xong rồi tặng quà ngày hôm nay nha cả nhà. Em chào anh Quang. Sao hôm nay cái giọng em nó kỳ vậy ta? Tắm nắng hay tắm mưa hôm nay hả? Hôm nay thì con chưa biết là tắm gì rồi cô. Hôm nay con chưa biết là tắm gì. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha cả nhà. Em bị sao ta? Cô chú anh chị nhà mình vô like chấm chấm lên giúp em để em quay game ngày hôm nay trước nha cả nhà ơi. Ở lộn, quay game ngày hôm qua trước, trả quà ngày hôm qua. Hôm qua kêu tặng gì ta? Được phân cứng rồi hả anh Đặng Tường? Rồi quay game ngày hôm nay trước nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Rồi chia sẻ giúp em một lần vào trang cá nhân, một lần vào hội nhóm ở chế độ công khai giúp em nha cả nhà ơi. Ủa nhưng mà mới vô đâu có lọc được chia sẻ đâu. Lọc được chia sẻ ngày hôm qua á hả? Vậy thì quay ở trong cái livestream ngày hôm qua mà chắc gì đã có mặt. Hiểu không? Đợi em chút xíu nha. Đợi em chút xíu em bàn nội bộ cái đó mọi người. Nội bộ đang đang hơi bị lỏng lẻo mọi người. Chút xíu nữa giữa like đi. Giữa like mới lọc được lượt chia sẻ. Mọi người vô like chia sẻ giúp em nghe. Hello cả nhà, đợi em giữa like đi, giữa like rồi quay ha. Bây giờ lên hôm nay là lên sale thanh lý rồi nha. Lên sale thanh lý, soạn lên được mấy chậu thanh lý lên cho cô chú anh chị dòng bệnh nha mọi người. Máy này để bao nhiêu? Mọi người chia sẻ giúp em nha. Hôm nay sẽ có 2 phần quà cho cô chú anh chị dòng mình. Hôm nay sẽ có 2 phần quà. Em chào chị Tú Xuân Trương. Em cảm ơn chị rất là nhiều. 2 phần quà cho mọi người thôi. Tương tác đầu like trước chậu bên này. Tương tác đầu like trước chậu bên này cho cô chú anh chị nhà mình nha. Chậu bên này đầu like đi mọi người ơi. Mọi người vô like chia sẻ giúp em. Hôm nay em sale xong rồi tặng quà cho cả nhà mình nha. Hôm nay chị lên hàng sale thôi mọi người. Cái này nếu như mọi người muốn đỡ phí ship thì mọi người tháo giá thể. Còn mọi người để phí ship thì để giá thể thì cái phí ship nó cao hơn nha. Để nguyên chậu thì phí ship nó cao hơn chút. Chậu này để cho mọi người bên này để cho cả nhà mình 70.000. Bên xưa 70 nha cả nhà ơi. Em lên luôn nha cô chú anh chị nhà mình. Em lên luôn nha mọi người ơi. Bên xưa 70.000 cho cả nhà mình. Thôi đi ngủ đây, thấy nhỏ tía thì mất hiếp luôn rồi. Dạ con chào cô, bye bye cô, chúc con ngủ ngon. Rồi chậu này cho em nha. Bên xưa đầu like, tương tác đầu like nè. Em chốt cho anh Tâm Đinh 70.
cho anh Tâm Linh 70. Anh Tâm Linh chừng nào ghé em? Hồi tuần trước hay hứa em là gì? Hứa em là đầu tuần anh ghé, cái tới đầu tuần ngày hôm nay luôn rồi. Em chào, em cảm ơn anh chị Thiên Ngân. Trời ơi, lâu lâu được khen bữa khoái. Khoái. Rồi lên cho em cây vàng lưỡi đỏ này đi mọi người. Nó đang đi chơi á. Đang đi chơi mà má về, má gọi về bắt livestream mọi người. Rồi cả nhà ơi, chậu vàng lưỡi đỏ này nha. Chậu vàng lưỡi đỏ này để cho cô chú anh chị nhà mình luôn. 90.000. Vàng lưỡi đỏ 90 luôn nha, vàng lưỡi đỏ 90. Đó. Giận quá. Đang đi chơi mày kêu về like, giận quá, bán giá rẻ luôn mọi người. Vàng lưỡi đỏ 90 hoa thơm nha cô chú anh chị nhà mình. Vàng lưỡi đỏ 90 hoa thơm. Vàng lưỡi đỏ 90 hoa thơm nha cả nhà ơi. Đây cho cô chú anh chị nhà mình. Báo tổng gửi. Ủa vậy hả? Vậy là do là không gửi rồi. Vậy là do lỗi tại em. Em chốt cho anh U Nguyễn. Cho anh U Nguyễn chậu này 90. Nhưng mà gộp đơn giúp em Quyên đủ 150. Em đi đơn nghe. Không đủ 150 là họ em khóc á. Rồi chậu này cho em nha. Chậu này nó bị lá mọi người ha. Đó, cái này là phụ nữ mật ngọt. Đang có hai vòi nha cả nhà. Phụ nữ mật ngọt cực kỳ xuyên hoa. Đang có hai vòi cho cô chú anh chị nhà mình ha. Đang có hai vòi, chậu này em để cho cô chú anh chị nhà mình. Ông ba trái đi, ông biết báo không? Hết suy nghĩ ra được giá rồi. 90.000 luôn. 90.000. 90.000 luôn. Hello anh Thịnh Trần Văn. Chậu này cho em nha, chậu này cho em 90. Chậu này cho em là 90.000. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Con cảm ơn cô rồi. Chậu này cho em 90 nha cô chú anh chị nhà mình. Vũ nữ mật ngọt. Vũ nữ mật ngọt hoa thơm đang có hai vòi và cực kỳ xuyên hoa nha cả nhà ơi. Chậu này rất là to luôn, trên thị trường mà người ta có hàng này người ta bán cho mọi người giá phải hơn 200.000. Cái hàng vũ nữ mật ngọt này giá nó cao lắm cô chú anh chị nhà mình. Vũ nữ mật ngọt 90 em lên hàng xả mấy chục ngàn cho nên mọi người tranh thủ chốt nha. Mọi người tranh thủ chốt lên giúp em nha cô chú anh chị nhà mình, lên tiếp. Lên tiếp cho mọi người cái chậu này là cái chậu vàng lưỡi đỏ luôn rồi ta. Này vàng lưỡi đỏ luôn nha mọi người. Mà nó bị hư nụ rồi. Cái này nó bị hư nụ rồi, cắt giùm em cái vòi này luôn. Hư nụ rồi nha cả nhà, chậu này á để cho anh chị nhà mình lấy về ghép với cái hàng kia vàng lưỡi đỏ. Mật ngọt cho anh Tâm Linh luôn. Hồi nãy cái chậu kia anh Uông lấy nè, anh Uông lấy về ghép vô lại giúp em luôn đi. Chậu này, chậu kia này để cho anh 90. Chậu này hả, chậu này giờ để 40.000 được không? 40.000. Nhưng mà phải gộp đơn nha, nếu mà ai chưa có đơn thì phải gộp đơn cho em nha. Chậu này cho em vàng lưỡi đỏ về nhà trồng lại nha mọi người ơi. Vàng lưỡi đỏ về nhà trồng lại giúp em, đang có mầm con đang lên nè. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Cho anh Uông 40. Cho anh Uông 40 luôn để cho anh về anh ghép. Rồi chậu bên này cho em đi cả nhà. Chậu bên này bao nhiêu ta? Bên này nhiêu? Bên này cho em đi. Bên này để cho mọi người 90.000 luôn. Bên 90 luôn nha mọi người ơi. Trời ơi hôm nay bán rẻ quá. Bên 90 luôn cô chú anh chị nhà mình. Bên soda 90.000. Lấy cái này mọi người lấy về mọi người ghép lại giúp em nha. Lấy về ghép lại chăm lại giúp em. Hàng bên này ở trên thị trường người ta, nếu mà cái cây này bán cho mọi người phải 200 mấy. Phải 200 mấy cái cỡ này cả nha. 90 luôn nha. 90.000. Bên soda đỏ, bên soda xưa. Bên soda đu xưa hoa thơm. Bên chanh Tâm Linh luôn. Bên em chốt chanh Tâm Linh luôn nha. Ở cả nhà mình tranh thủ lên chốt chanh Tâm Linh là ảnh hút hết rồi đó. Chớ là ảnh hút hết rồi đó cô chú anh chị nhà mình ơi. Bò vàng. Bò vàng nha cả nhà. Dạ mực ngọt em không có cây đẹp. Dạ vàng chanh em hết mất tiêu rồi. Em cũng không có vàng công chúa luôn chị Hà Phương ơi. Rồi cho em chậu này đi cô chú anh chị nhà mình. Chậu này là bò vàng. Bò vàng nha. Trời được trước bán chậu này 150 mọi người. Bò vàng cây đẹp nha mọi người. Trời ơi cái cây vẫn còn đẹp luôn á. Cây còn đẹp luôn. Để cho mọi người 90.000. Bò vàng nha, cho mọi người xem mặt hoa bò vàng. 80 hả? 80 nốt. 80 nốt con bò vàng. 80 nốt con bò vàng này nha cô chú anh chị nhà mình. Mọi người vô like chia sẻ giúp em nha.
có đợi em chút xíu. Yola chia sẻ giúp em hôm nay em sale rẻ mấy chục thôi cho cả nhà mình sưu tầm. Mọi người cần dòng gì để lại comment cho em nha cả nhà. Mọi người cần dòng gì để lại comment cho em có thì em lên luôn cho cô chú anh chị nhà mình. Ha, giữa like em quay một cái game và cuối like quay thêm một cái game nữa cho cô chú anh chị nhà mình, ok chưa? Rồi cho em Quyên xin một cái cho em Quyên uống miếng nước cái. Em uống miếng nước cái nha cả nhà. Ngón tay á. Dạ hổ mang chấp. Em còn hổ mang chớp nha. Rồi chậu này cho em. Chậu này cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Bò vàng. Bò vàng 80.000. Em có được mấy chậu á, mà anh chị nào chốt trước là lựa được chậu bự trước. Và cái cây này mọi người, cái cây nó bự chà bá lửa lên như này nè cả nhà ơi. Cái cây nó bự lên như này nè cô chú anh chị nhà mình ha. Bò vàng cho em nha. Cứ tháo nón ra là trời nắng. Anh gì? À dạ, cái này là thùng than. Cái này là thùng than nha cô chú anh chị nhà mình. Bò vàng, lưỡi bò vàng nha. Lưỡi bò vàng nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Một chậu lên như này nè, nó cao như này. Cây cực kỳ lực cho em. Chậu này để cho mọi người 80.000. Hàng này mở trên thị trường người ta bán cho cả nhà mình cũng phải là 150 trở lên đó, chứ không có ai bán giá này đâu cô chú anh chị nhà mình. Không ai bán giá này cho mọi người đâu. Chốt lên giúp em comment nha. Chốt lên giúp em comment bò vàng. Cho mọi người xem mặt hoa bò vàng cái này cả nhà. Bò vàng nha bà con, đợi em chút em mở hoa bò vàng cho mọi người xem. Bò vàng nha mọi người ơi, lưỡi bò vàng. Lưỡi bò vàng nha cả nhà ơi. Dòng này nó cực kỳ xuyên hoa, mỗi nách lá lên mỗi vòng hoa cho cô chú anh chị nhà mình. Và dòng thân cao thân cũ à, và dòng thân cao thân thủ nha. Hai chậu CB inbox không là sao ta? Dạ cái này là hàng này nhà em đang sale này, em không có bao ship nha cả nhà. Hàng này nhà em đang sale không có bao ship nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Sale có mấy chục ngàn à. Cái này ở trên thị trường người ta bán cho cô chú anh chị nhà mình cũng phải là tới độ là cũng phải 150 trở lên không á. Ở cái chậu này thiệt sự luôn nha, em bán rất là rẻ cho cô chú anh chị nhà mình. Bò vàng mà cây tàn cây tơ mà nó lực như này nè cô chú anh chị nhà mình, thiệt sự là lên bán ra cho mọi người cho vui, cho bán tương tác thôi á. Chứ hàng này em để lại em ghép rồi cũng ngon lành luôn á cô chú anh chị nhà mình ha. Rồi chậu bò vàng lên cho mọi người nè. Mấy cái chậu này nhìn cây nó rất là lực. Cái này mà lấy về 3 chậu về ghép vô, lấy 3 chậu về ghép vô là hơi bị ngon lành luôn. Mà bán có 80.000 chậu này, phim 18 thùng than. Phim 18 thùng than thuần bao lâu nó mới lên được cái cây như này mà bán 80.000, bằng với cái hàng phim 12 luôn á cả nhà. Bằng với cái hàng phim 12 luôn. Mọi người chưa có hàng này chốt đơn, chưa có hàng này chốt đơn lên giúp em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Bò vàng, lưỡi bò vàng một lưỡi bò vàng một chậu là 80.000 nha cả nhà. Một chậu 80.000 chốt lên đơn giúp em nha. Em qua tiếp, bởi vì cái hàng này á cả nhà em đang sale thanh lý, cho nên cô chú anh chị nhà mình hãy nhanh tay chốt nha, hãy nhanh tay chốt. Dạ em có chốt biệt, nhưng mà chốt biệt em mới vô chậu á, nó chưa có ấm chậu, nó chưa có ấm chậu cho nên em đang tính là chưa có tính bán mọi người ơi. Hôm qua anh nào hỏi A3 ta không chụp rồi. U Thái em còn được 3 chậu 4 chậu nha mọi người. U Thái em còn được 4 chậu nha cả nhà ơi. U Thái em còn được 4 chậu. U Thái U qua bán bao nhiêu ta? 100.000. U Thái 100 nha cả nhà ơi. U Thái hoa thơm, U Thái hoa siêu thơm luôn cho cô chú anh chị nhà mình. Dạ em hết thiên lang luôn rồi. Hết tiền rồi anh Hồ Sơn. Trời ơi, hôm nay là hôm nay sale tiếp này. Hôm nay sale rẻ tuột quần luôn. Đó, chậu này lên cho cô chú anh chị nhà mình U Thái nha. 100.000 chậu này cho em rất là cao, rất là to. Ở trên thị trường mà thiệt sự cái này em bán nửa giá ở thị trường không á cô chú anh chị nhà mình. Mọi người cần dòng gì cứ để lại comment cho em nha. Cho cả nhà mình, em cho cả nhà mình xem mặt hoa U Thái nè. U Thái là một dòng cực kỳ xuyên hoa và cái mặt hoa nó lên tới tận 3 màu luôn á cô chú anh chị nhà mình. Cái mặt hoa nó lên tới tận 3 màu luôn cả nhà. Cho mọi người, em cho mọi người xem nha. Hoa siêu thơm. Dòng này hoa siêu thơm nha cô chú anh chị nhà mình ơi. U Thái nha cả nhà.
ưu thái chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 100 nghìn một chậu thôi. Đó, tính ra là 100 nghìn rất là rẻ luôn mọi người, mà hàng phi 18 tuần thang. Cái dòng ưu thái á cả nhà, cái dòng ưu thái là cái lá của nó sẽ kiểu dạng như là nó đổ đổ xuống như này nè. Đó, cái dòng ưu thái là nó sẽ đổ đổ xuống như vậy á cô chú anh chị nhà mình. Còn á, còn chứ không phải là nó bị gãy đâu ha cả nhà. Vậy em không có hồ điệp anh Nguyễn Nguyên ơi. Em Nguyên không có hồ điệp. Em có dendro mà em đang thanh lý xả vườn. Dendro ưu thái nha cả nhà ơi. Ưu thái thân rất là cao. Nó cao, cây này nó cao cũng phải cỡ 70cm rồi. Cây này nó cao cỡ 70cm là lên thành cây cây trưởng thành rồi á cả nhà. Rễ riết đồ lên nè, rất là mê. Rễ riết đồ lên nè, cây rất là mập cô chú anh chị nhà mình. Chậu này em để cho cả nhà mình với giá là 100 nghìn một chậu nha, 100 nghìn một chậu ưu thái. Và hai chậu thì em hai chậu thì cũng là vậy thôi. Hai chậu 180 hả? Hai chậu 180, em chốt cho anh chị Nguyễn Khánh Chi chậu ưu thái này 100 ngàn, em có được 3 chậu rồi. Em có được 3 chậu rồi, hàng này cô chú anh chị nhà mình lấy về mọi người chơi rất là thích. Đó, nó thơm lắm cả nhà ơi. Em có được 3 chậu thôi nha. Hàng giờ còn 1 2 chậu nó ít á. Cho nên em gom lên em bán xả cho cô chú anh chị nhà mình. Mọi người chưa có dòng này thì mọi người sưu tầm nha, mà hàng giá rẻ lắm mọi người, cỡ vài chục ngàn cũng có nè. Vài chục ngàn mọi người cũng có ở chậu lan cả nhà mình chơi. Mà họ dao động cho mọi người tầm khoảng trăm mấy 200. Đó, trăm mấy 200 cho cả nhà mình rồi. Chậu này cho em đi, một chậu để cho mọi người 100 ngàn. Mà phải gộp đơn đủ 150 em Nguyên mới đi đơn nha. Đủ 150 em mới đi đơn nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Đó, ưu thái 100 ngàn cho chị Lệ Hường chậu này. Em chốt cho chị Lệ Hường chậu này luôn. Rồi còn được một chậu nữa, đâu rồi ta? Một chậu nữa cho cả nhà mình. À, còn được hai chậu nha. Thêm chậu ưu thái nữa nè cả nhà. Ưu thái nữa 100 ngàn. Phi 18 tuần thang. Chậu ngọc điểm này em cũng để cho mọi người, ngọc điểm hồng gấm. Ngọc điểm hồng gấm em cũng để cho cả nhà mình, chậu ngọc điểm hồng gấm này 100 ngàn luôn. Để cho cả nhà mình chậu này. Hoa màu vàng đằng sau hả? Dạ, hoa màu vàng đằng sau là ben soda xưa. Ben soda xưa, hồng gấm 100 nha. Hồng gấm 100 em ơi, để cho chị một ưu thái nhé. Dạ ok chị vợ kiên xôi thịt luôn. Rồi cho anh Hữu Quảng, anh Hữu Quảng quản chậu hồng gấm 100. Chậu này cho anh chị vợ kiên xôi thịt. Rồi, em có được vài chậu đỏ măng cục. Đỏ măng cục nha cả nhà, cây rất là to luôn á mọi người. Nhưng mà cái chậu này nó bị một cái ngọn bên này nè. Đó, để cho mọi người 90 ngàn. 90 ngàn nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Đỏ măng cục 90. Đỏ măng cục nó bị một cái bên này thôi. Để chậu này 80 ngàn nha. Chậu này 80 ngàn đỏ măng cục nha mọi người ơi. Đỏ măng cục. Đỏ măng cục Sam Ren Red đó cô chú anh chị nhà mình nha. Đỏ măng cục cô chú anh chị nhà mình ha. Chậu này để cho mọi người, chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 80 ngàn. Nó bị một cái ngọn bên này ha cả nhà. Nó bị một cái ngọn bên này, để cho mọi người chậu này 80 ngàn chốt đơn. 80 ngàn chốt đơn, hoa vàng đằng sau là ben soda xưa nha. Nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, comment giúp em là đỏ măng cục 80. Rồi để nốt chậu này 80 luôn đi. Là có hai chậu 80 thôi nha cả nhà ơi. Có hai chậu 80 thôi, hàng này em đang bán giá cao lắm. Giá hơi cao đó mọi người. Rồi chậu này cho em nha cả nhà, đỏ măng cục. Đỏ măng cục cho cô chú anh chị nhà mình 80. 80 ngàn đỏ măng cục một chậu phi 18 hàng thùng thang. Chậu phi 18 hàng thùng thang, chậu đó ship đi hơi bị hơi bị nặng nha. Chậu này bao nhiêu? Chậu này đi em cắt vòi hoa cho nó đỡ phí ship nha mọi người. Còn không vòi hoa để này nó cũng tàn, về đó nó cũng tàn hết rồi cả nhà. Chậu này cho em là phi 32 nha cô chú anh chị nhà mình. Phi 32 rất là to nha, phi 32 chậu này rất là to, 280 ngàn thôi. 280 ngàn chậu ben soda này siêu to mà bán có 280 rồi cả nhà.
Ben soda siêu siêu to 280 chốt đơn. 280 chốt đơn cho em nha cô chú anh chị nhà mình. À hỏi cây gần đây hả? Cái này là bên xưa, còn a hỏi cây gần đây chết rồi. Cây gần đây là thỏ thỏ Seco 250. Thỏ Seco là 250 chậu tác phẩm này nha cô chú anh chị nhà mình. Thỏ Seco là 250 cho em nè, chốt lên giúp em comment. Chốt lên giúp em comment nha. À cây đồng sau ghế vụ nữ cam lưỡng em hết mất tiêu rồi chị Trần Lan, hình như không còn chậu nào luôn á. Bữa em sale hết rồi. Anh Quảng ơi, chậu này là thỏ Seco nó lên được hai màu hoa luôn nha. Đó, khi mà nó mới nở là nó lên màu vàng hết luôn. Và nó nở một thời gian thì cái màu vàng nó sẽ đẩy ra tới hai cái tai và ở trong họng của nó sẽ lên màu trắng ngà ha. Rồi chậu này nè cô chú anh chị nhà mình, 250 chậu này cho em nha. Em cho mọi người xem mặt hoa kỹ của nó nè. Cho mọi người xem mặt hoa kỹ qua điện thoại, em có chụp hình. Khi mà nó mới nở á cả nhà. Khi nó mới nở là nó lên cái mặt hoa màu vàng hết như này nghe cô chú anh chị nhà mình ơi. Lưỡi rất là dài. Lưỡi rất là dài nha cả nhà đó. Rồi nó nở một thời gian nó đẩy cái màu vàng ra tới hai cái tai. Và nó lên cái màu cho cô chú anh chị nhà mình như này. Phong hoa to, lưỡi dài cho em. Và dòng này hoa nó thơm nhẹ nhàng nha, hoa thơm nhẹ nhàng nha. 250. 250 chậu thỏ Seco chốt đơn, hàng này thuần than. Hàng này phi 28 thuần than á cả nhà. Vụ nữ mật ngọt á hả? Để em coi thử vụ nữ mật ngọt em còn không cái. Để em coi thử nha. Có chậu chậu nào cũng có vòi hết nha. Chậu nào cũng có vòi hết cho em. Em chào chị Quế Chi. Đây chậu này cho em đi cô chú anh chị nhà mình. Thỏ Seco 250. Thỏ Seco 250 nha. Cho em cái dù bên kia qua để ngay đây đi. Thỏ Seco 250 nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Chốt lên đơn giúp em. Thỏ Seco này hoa thơm. Hoa thơm nha cả nhà ơi. Đó chậu này 250 chốt đơn. Thỏ Seco lưỡi rất là dài. Lưỡi rất là dài nha cả nhà. Chậu Ben với thỏ có bao ship không? Dạ. Dạ không, em không có bao ship. Thỏ với Ben này em không có bao ship. Bởi vì hàng này em bán giá rẻ rồi á, cho nên em không có bao ship được nè. Bình thường em bán giá cao lắm mà bữa nay em sale rẻ cho nên em không có bao ship được nha cả nhà ơi. Rồi lên tiếp cho cô chú anh chị nhà mình. Em đang có chậu hàng xưa này nè cả nhà. Để đây là nó hấp cái, nó hấp cái đây nè, ngay cái bóng em đứng nè. Nó hấp vô đó là nó mát. Em đang có chậu này siêu xưa nha cả nhà, rồng vàng xưa. Rồng vàng xưa nha, hàng này hàng chuẩn xưa nha cô chú anh chị nhà mình. Giá cũ này cô chú anh chị nhà mình, giá cũ là 500. Đây này cả nhà có dáng luôn nè. Giá cũ là 500 nha mọi người ơi. Bữa nay em để cho mọi người chậu này 300. 300 ngàn luôn. 300 ngàn luôn. Dạ em hết ba vàng ba đỏ rồi chị vợ kiên xôi thịt ơi. Em hết ba vàng đỏ ba đỏ rồi. Cái hàng này là hàng chuẩn xưa luôn cho em nha. Hàng chuẩn xưa là cái màu á, cái màu nó lên như này cô chú anh chị nhà mình và cánh nó xoắn. Đó, rồng vàng xưa. Rồng vàng xưa ơi là xưa, hàng này hàng tách chiết cho em nha cả nhà. Chậu này em để cho cô chú anh chị nhà mình 300. 300 ngàn em chào chị Phương Tú Đỗ. Em chào chị đã chậu này cho em đi cô chú anh chị nhà mình. Rồng rồng vàng xưa, hôm bữa anh chị nào hỏi em rồng vàng xưa ta. Rồng vàng xưa để cho cả nhà mình chậu này 300, đợt trước bán 500 này cả nhà. Đợt trước em bán 500 này cô chú anh chị nhà mình đó. Cái giá nè, cái giá vẫn ghi là 500 rồng vàng. Rồng vàng 500 bữa nay để cho mọi người sale luôn 300 ngàn. 300 ngàn chậu này nha, chốt lên đơn. Chốt lên đơn giúp em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Chốt lên đơn giúp em nha cả nhà. Xịt xịt ra chốt. Hoặc là nó bị gãy. Hoặc là nó bị gãy.
Coi thử nó la không. Nó tắm nó luôn, nó ánh ánh. Ngoài nắng nó ánh ánh ghê lắm. Chị nhìn chị thấy nhìn nó như vậy. Để lại đi. Để lại đi, biết đâu là củ quý đó. Rồi lên cho em đồng tiền hồng đi. Lên đồng tiền hồng cho mọi người nha. Lên cho cả nhà mình. Lên cho mọi người đồng tiền hồng. Đồng tiền hồng nha mọi người, lấy về chăm lại giúp em nha. Bên này nhổ cái ra, nhổ nó ra, nó đang có vòi này cả nhà. Về nhà ghép vô, về nhà ghép vô lại giúp em nha cô chú anh chị nhà mình. Đồng tiền hồng vòi siêu dài. Đồng tiền hồng vòi siêu dài luôn nha cả nhà ơi. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Chậu này để cho mọi người với giá là bao nhiêu? 50. Đồng tiền hồng 50. Đồng tiền hồng 50, cái này tháo giá thể ra đi. Cái này tháo giá thể ra cô chú anh chị nhà mình ghép vô lại cái cây khác. Nha, ghép vô lại cái chậu khác nha cả nhà. Đó, chậu này giờ chia sẻ cây giống thôi 50.000. 50.000 cây đồng tiền hồng. 50.000 cây đồng tiền hồng này nha cô chú anh chị nhà mình, chốt lên đơn giúp em. Rồi cả nhà ơi chia sẻ giúp em đi để em coi thống kê được lượt chia sẻ chưa. Thống kê được lượt chia sẻ quay game trả game ngày hôm qua trước. Được rồi nè. Đồng tiền hồng, đợi em chút xíu nha, em đang mở mặt hoa cả nhà. Mặt hoa của đồng tiền hồng nha cô chú anh chị nhà mình. Em chốt cho chị Phạm Lan. Gộp đơn giúp em đủ 150, em đi đơn nha. Vòi hoa rất là dài luôn á cả nhà. Chậu bên xưa này cho em. Bên xưa cho em nha, thùng vỏ thông. Bên xưa thùng vỏ thông, chậu này để cho mọi người 220. Bên soda xưa để nhất hương thơm, thùng vỏ thông. Chậu này em chốt cho cả nhà mình với giá là 220 nha cả nhà ơi. 220.000 chậu này, chốt lên đơn giúp em nè. Chốt lên đơn giúp em nha. Chị Lệ Hương à, đợi em chút xíu để em coi chọn chị hai chậu nữa đủ đơn. Để em coi còn đồng tiền hồng không nha chị Lệ Hương, để em chốt thêm cho chị. Chậu này cho em nè cả nhà ơi, chậu này cho em nha. Bên soda xưa đang nhảy kỳ này. Đang nhảy kỳ về tách kỳ bán ra tách kỳ ra chậu nha, 220. 220 chậu này em chốt cho chị Lệ Hương siêu to luôn á. Siêu to chậu này cho chị Lệ Hương chậu này luôn cho em. Bò vàng có 80.000 rồi cả nhà ơi. Bò vàng nè. Bò vàng chậu có 80.000, phi 18 hàng thuần than. Bò vàng nha, bò vàng 80, phi 18 thuần than. Em chào anh chị Nguyễn Miệt. Phi 18 thuần than bò vàng để cho cả nhà mình với giá là 80.000 một chậu, em có chắc được 5 chậu. Bò vàng nha cả nhà. Bò vàng. Đợi em chút. Trong nhà hay sao? Bò vàng nha cô chú anh chị nhà mình. Cực kỳ xuyên hoa. Lưỡi bò vàng em chúc cho chị Lệ Hương. Bò vàng 80. Bò vàng nha cả nhà, thân thủ thân cao không? Đó chậu nè.
chậu nó mập dụi luôn á cô chú anh chị. Và mình siêu lực lượng cho em nha. Bò vàng 90 chốt đơn. Bò vàng 90 chốt đơn. Chậu đó của chị Lệ Hương. Ở lộn 80, xin lỗi mọi người. Bò vàng nha, 80.000 chốt đơn lên giúp em nha. Không, đúng rồi á, bò vàng 80. Chị lấy một cây thôi. Chậu này cho em 80 nha, chốt lên đơn. Chốt lên đơn giúp em nha cả nhà ơi. À, lên cho em chậu bên đó luôn em. Chậu bên này để chậu bên này để cho cô chú anh chị nhà mình. 180. Bên 180. Bên này 180 thôi nha cả nhà. Rồi bên này mà bán 180 quá rẻ luôn. Một bò vàng 80 cho chị Phạm Lan luôn. Một bò vàng 80 em chốt cho chị Phạm Lan. Chậu bên này nè, bên này có chậu 80 nè. Cho chị Phạm Lan chậu này 80. Rồi ok, rồi chậu này cho em đi. Chậu này cho em nha. Chậu bên soda. Bên soda xưa. Bên soda xưa để nhất hương thơm nha cô chú anh chị nhà mình. Chậu này em để cho cô chú anh chị nhà mình là 180.000 nha. Về nhà thay giá thể giúp em. Thay giá thể thuần lại, tách kỳ ra nè. Tách kỳ ra, mấy cái kỳ này nè. Ra chậu, ghép vô trong này cho nó lùm, nó xum xê cho em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Kỳ, kỳ nhảy lên nè cô chú anh chị nhà mình. Cây của anh đem lên bào cát chưa hả? Anh Vũ Trọng. Chưa, dạ chưa. Tối nay á, tối nay em mang lên, ngày mai anh qua lấy nha. Ngày mai anh qua lấy nha. Chậu này cho em nè cô chú anh chị nhà mình. Chậu này cho em. Em để cho cả nhà mình 180. Trời, chậu bên này 180 mà sao mọi người im lặng quá vậy. Mọi người lại quên chậu bên này rồi nè. Nè cả nhà. Bên soda 180 chốt đơn. Trời, cái cây nó lùm như vậy. Cái cây nó lùm nó lực như vậy mà em bán có 180 mà cô chú anh chị nhà mình. Tối nay nha, có gì em lên xong ngày mai anh qua lấy giúp em nha. Bò vàng em còn chậu này cho mọi người 80 luôn em. 80.000 bò vàng nha. Bò vàng em còn cây này để cho cả nhà mình 80.000. Mọi người cần dòng gì để lại comment cho em nha. Cần dòng gì để lại comment cho em lên em chốt cho cô chú anh chị nhà mình nha cả nhà. Cần dòng gì để lại comment cho em để em lên em chốt cho cô chú anh chị nhà mình nha mọi người ơi. Đây chậu này cho em để cho cả nhà mình 80.000 chốt đơn. 80.000 chốt đơn bò vàng 80 nha. Rồi chậu này để cho mọi người 100.000 luôn. Ngọc điểm. Ngọc điểm 100. Ngọc điểm 100 nha. Dòng sinh nọ hình như em còn chậu sinh sổ anh Quảng. Em còn chậu sinh sổ. Chậu sinh sổ treo ngay dẹp này nè. Cái cây chậu phi 18 á. Ngay gần cái vàng phượng hàng lửa mà mình treo nhiều nhiều. Ngay cái dẹp này. Em có chậu sinh sổ nè. Nhưng mà dòng sinh thì nó cao, giá cao. Không không, đi tới ngay cái dẹp mà cái cây màu á, cái cây gấm á. Cái cây gấm mà đi ra ngoài đường luôn, đi ra ngoài đường luôn. Ngay cái cây gấm. Ra đi tới nữa, ngay ngang. Rồi, nhìn bên trái. Có chậu phi 18 mà lá nó chậu này chim ngọc điểm hồng gấm nha. Chậu này ngọc điểm hồng gấm để cho cô chú anh chị nhà mình 100.000. 100.000 luôn nha cả nhà ơi. 100.000 chậu này cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Ngọc điểm hồng gấm. Ngọc điểm hồng gấm 100. Ngọc điểm hồng gấm 100k chốt đơn. Hoa siêu thơm. Hoa siêu thơm cho cả nhà mình nha. Em lên chậu xinh này xem quay game nè. Nha cả nhà, chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Chậu này để cho mọi người 100.000. Còn chậu chu tước kìa. Chậu này là em để cho mình là 300. Hello chị Tú Xuân Trương. Chậu xinh này là 300 nha.
Xin này nó đang sưng mắt mắt và chuẩn bị cho vòi hết rồi nha. Đây này anh nha. Đây này nó đang sưng nè. Chậu này cho em nha, hồi anh Tâm Linh lấy hồng gấm. Chậu này là xin sổ nha, giờ em chưa biết nó sổ ra mặt hoa gì. Đó, xin sổ chậu này để cho anh 300 ngàn thôi. Để cho anh 300 ngàn nha, dạ hồ điệp em không có. Em không có hồ điệp, cô chú anh chị nhà mình đây nè cả nhà. Nó cái vòi nè, đó nó đang, cái này nó hàng là hàng sổ, em không có hoa. Hàng này hàng sổ nha mọi người, hàng sổ là nó 100 cây là nó sổ lên 100 mặt hoa khác nhau. Mà cái cây này ở nhà em nó chưa sổ ra hoa lần nào luôn á cả nhà. Nó chưa sổ ra hoa lần nào luôn mà nó đang sưng rồi nè. Cái này mà nó cho hoa một cái là lụm tiền thôi. Cô chú anh chị nhà mình lên mặt hoa đặc sắc là mọi người thấy ngon lành. Hàng sinh giờ trên thị trường đứt hàng rồi đó mọi người, không có. Không có sinh nữa đâu nha cả nhà. Hàng này hàng phải giờ tại phải tách chiết. Phải tách chiết nhân giống lên rồi cô chú anh chị nhà mình ha. Chậu này để cho cả nhà mình 300, có một chậu duy nhất à. Chốt cho anh Hữu Quảng 300. Em chốt cho anh Hữu Quảng chậu sinh này 300 luôn. Em đang có cái chậu chu tước. Chu tước nha. Chu tước mà cái nụ này nó bị ấy rồi mọi người ơi. Cái nụ này nó bị teo rồi. Để cho mọi người chậu này 90 ngàn. Chu tước 90 nha, chu tước 90 cho cô chú anh chị nhà mình. Chu tước hồi trước mọi người hỏi em quá trời này cả nhà. Cái vòi này nó bị ấy rồi. Nó giống như mặt hoa, nó giống như rồng đỏ xưa cô chú anh chị nhà mình. Cái vòi này nó bị hư, nụ này nó hư hết rồi. Chu tước nha, chu tước cho mọi người. Mặt hoa của em này giống rồng đỏ xưa cho em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Không có lưu mặt hoa. Hoa chu tước nó đẹp lắm mọi người. Nó giống giữa rồng đỏ xưa với lại huyết long đỏ. Nó giống tự tự như vậy á. Giờ em cho mọi người xem cái mặt hoa tự tự như vậy nha. Nó cái cánh của nó là cánh xoắn cả nhà ơi. Không có lưu rồi. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 90. Chu tước 90 chốt đơn. Chu tước 90 chốt đơn giúp em đi cả nhà. Chu tước để em tìm lại cái hoa cái nào. Nó tương tự như cái mặt hoa này nè. Cho. Nó giống như cái mặt hoa này nha cả nhà. Đó, nó tương tự như vậy cho em nha, chu tước. Chu tước nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Đó, chậu này để cho mọi người 90 ngàn. 90 ngàn nha cả nhà. Mỗi dữ trời. 90 ngàn chậu này chốt đơn. Đó, 90 ngàn chu tước. Chu tước 90, bữa em bán có nhiều thằng quên rồi. 90. Chu tước 90 còn có cây duy nhất à. Còn có cây duy nhất rồi cô chú anh chị nhà mình, chấm chấm lên giúp em giờ quay nha. Quay game trả qua ngày hôm qua trước rồi cuối like là trả qua ngày hôm nay. Hoáng long mà. Em hết hoáng long rồi. Còn à. Em quay 35 giây thôi nha mọi người. 84 anh chị nhà mình tham gia. Quay luôn. Quay luôn nha cả nhà ơi. Xin chúc mừng, chị có may mắn. Chị có may mắn có ở trong live nhận quà giúp em nha. Chị có may mắn lần thứ nhất. Xin chúc mừng chị có may mắn. Chị có may mắn lần thứ hai. Chị có may mắn lần thứ ba.
chị có may mắn lần thứ tư. Chị có may mắn lần thứ năm. Lần thứ sáu. Thôi quay lại nha mọi người. Em quay lại nha, quay lại lần nữa. Nếu mà không ai trúng thì chút xíu nữa cô like quay luôn lần. 85 anh chị nhà mình tham gia nha, 85. Em mấy chậu bên vô đoán luôn. Đó. Cái gì ta? Cái cây ở đó. Em mượn đi. Xin chúc mừng anh Đặng Văn Đàn. Anh Đặng Văn Đàn nè. Anh Đặng Văn Đàn lần thứ nhất. Anh Đặng Văn Đàn. Lần thứ hai. Chị có may mắn bị vào và bị trễ rồi. Bò tím lá đâu có nhọn đâu. Anh Đặng Văn Đàn lần thứ 3. Anh Đặng Văn Đàn lần thứ 4. Anh Đặng Văn Đàn lần thứ 5. Rồi, chậu này cho em. Không biết cây gì hết. Không biết cây gì hết nha. Còn về chồng nó sổ ra hoa rồi mọi người biết nha cả nhà. Đó, về chồng nó sổ ra hoa rồi mọi người biết nha cô chú anh chị nhà mình. Chậu này cho em đi, để cho mọi người 70. 70 ngàn chốt đơn. Cái này tháo giá thể đi cho đỡ tốn phí ship nha bà con. Nha cả nhà. Tháo giá thể đi cho đỡ tốn phí ship. Chậu này 70. Chốt bên mét thì không có gì cả. Chốt bên mét thì do là không có tổ chức game cho nên là không có gì hết luôn. Cô chú anh chị nhà mình xem live mà chúng không gì không chưa có duyên rồi. Chị có may mắn hồi nãy kêu quá trời quá đất luôn. Rồi chậu này cho em nha, không biết cây gì hết. Không biết cây gì hết nha cô chú anh chị nhà mình. Không biết cây gì. Để cho mọi người thôi, để cho mọi người 60 ngàn, tháo giá thể đỡ tốn phí ship nha cả nhà. Nó giống như thuận buồm xuôi gió hơn á. Cái lá của nó giống thuận buồm xuôi gió hơn á cô chú anh chị nhà mình. Cái lá nó dài 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 ra nè. Đó, giống thuận buồm xuôi gió nha cả nhà ơi. Chậu này để cho mọi người 60 ngàn. Đó, nó giống thuận buồm xuôi gió. 60 ngàn chốt đơn, tháo giá thể đi cho đỡ tốn phí ship nha cả nhà. Về nhà ghép lên lại giúp em nha. 60 ngàn chậu này chốt đơn. 60 ngàn nha. Thuận buồm giống thuận buồm xuôi gió. Giống thuận buồm xuôi gió. Chậu này em để cho cô chú anh chị nhà mình. Ông cảm thấy không? Chậu này em để cho mọi người 60. Ủa gì vậy mọi người? Cây không biết. Thanh Lý con chào chú Đồng Hiến. Không biết cây gì Thanh Lý. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình nha. 60 chốt đơn. Giống thuận buồm xuôi gió. Giống Cisaret thuận buồm xuôi gió nha cả nhà ơi. Đó, chậu này em để cho cô chú anh chị nhà mình 60 thôi. Trời ơi 60 ngàn. Không tin được luôn. Không tin được luôn á cả nhà. Không tin được luôn. Này em có thấy chậu Ben mà. Ben. Chậu Ben này em để cho cô chú anh chị nhà mình. Tháo giá thể đi cho đỡ tốn phí ship nha. Về nhà đằng nào cũng phải ghép lại chồng lại. Con chào cô Dung Vũ. Ben cho em. Chậu Ben này để cho mọi người 100 ngàn. Ben 100 nha. Có thân củi nha cả nhà. Trời nó bự hơn cái cây 150 em đang bán luôn á mọi người. Nha, nó bay nó lộn, nó bự hơn cái cây 150 em bán luôn á cả nhà. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Chậu này em để cho mọi người với giá là 90 ngàn chốt đơn. Ơ lộn 100 ngàn. 100 ngàn nha cả nhà ơi. Ben xưa. Ben xưa đang nụ nè.
thân con mới lên này, chưa có ra hoa, chưa ra vòi lần nào. Thân con mới lên chưa ra hoa ra vòi lần nào, 90.000 chốt đơn giúp em nha. 90.000 chốt đơn giúp em. Ơ lộn, 100. Chớp NB ở anh Thiệp, anh Thiệp Nguyễn. Chớp NB. Em có ghép lũa. Em có ghép lũa nha. Vậy em quay game rồi nha chị Diễm Châu, em quay game rồi. Nhưng mà chút xíu nữa em quay tiếp do chưa tìm ra ai trúng hết á. Chưa tìm qua ai trúng quà hết. Chậu này 100.000 cho chị Lệ Hường chốt đơn. Cho chị Lệ Hường chậu này luôn. Em chốt cho chị Lệ Hường 100.000. Chậu bên này cho em để cho mọi người 180. Bên này 180 nha. À, cô Dung Vũ ơi, cô chốt bị chậm mất tiêu rồi. Con có chậu này 180 này, cô về cô chồng lại giúp con nha. Chậu này 180. Dạ đúng rồi, hàng than nha chị. Hàng cái cây này chị chốt là hàng than, cây bên đó là hàng than á. Còn này là hàng mùn dừa nè, 180.000. 180.000. Cô Dung Vũ đợi con xem nữa còn chậu bên nào không, con chốt lên cho cô nha. Chậu bên này cho em để cho mọi người 180 chốt đơn. Chậu bên này 180 nha cô chú anh chị nhà mình. Bên xưa, bên xưa 180 chốt đơn. À, lên tiếp cho cô chú anh chị nhà mình. Bên xưa họ để em coi thử còn chậu bên xưa nào không. Ủa chậu bà Liễu đó hôm qua bán rồi mà ta. Chưa. Em đang có chậu bà Liễu này để cho mọi người 200. Bà Liễu tác phẩm nha 200. Bà Liễu tác phẩm 200 lên giúp em comment. Bà Liễu tác phẩm 200. Bà Liễu tác phẩm 200 lên giúp em comment nha. Chậu này cho em nè, bà Liễu tác phẩm 200k. Bà Liễu tác phẩm nha cô chú anh chị nhà mình, 200k chốt đơn. Nãy giờ anh chị nào chưa đủ đơn gộp đơn giúp em cho đủ đơn nha cả nhà ơi. Bà Liễu nè, tác phẩm siêu to luôn cho mọi người. Đó, cây cực kỳ lực luôn, đợt trước bán 430 cả nhà. Bữa nay còn có một chậu sale luôn. Sale luôn cho cô chú anh chị nhà mình. Chậu này với giá là 200.000 chốt đơn. Còn Rin chưa lấy chồng lần nào, chưa ra hoa lần nào. Chậu này cho em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Chốt đơn lên giúp em comment nha. Chốt đơn lên giúp em comment nha cô chú anh chị nhà mình. Bà Liễu xưa. Bà Liễu xưa nha cả nhà. Chậu bà Liễu xưa này em để cho cả nhà mình với giá là 200 à. 200.000 chốt đơn bà Liễu xưa. Bà Liễu xưa 200 chốt đơn. Ủa sao vậy mọi người? Sao mọi người lại bật chế độ im lặng nữa rồi? Mọi người lại bật chế độ im lặng nữa rồi cả nhà. Lên tiếp. Lên tiếp cho mọi người nha. Còn cái gì ta? Lên mấy cái hồng gấm đi, mấy chậu hồng gấm sale đi. Em cảm ơn anh chị Hoàng Hương. Chị Lệ Hương chốt được. Cô Dung Vũ chốt nhưng mà không có cây. Này của chị Lệ Hương. Để em chút xíu lên cho mọi người một mớ ngọc điểm hồng gấm nha, một mớ ngọc điểm hồng gấm cho cô chú anh chị nhà mình. Ngọc điểm hồng gấm chậu không, chậu đó để lại. Ngọc điểm hồng gấm sale cho mọi người xem mặt hoa ngọc điểm hồng gấm nha cả nhà. Hả? Chậu này cho cô chú anh chị nhà mình mặt hoa ngọc điểm hồng gấm. Mặt hoa ngọc điểm hồng gấm cho cả nhà mình này mọi người. Hoa siêu thơm thơm ngày đêm bất chấp luôn. Chậu này để cho mọi người 120. Sale luôn 120 nha. Ngọc điểm hồng gấm phía 23 đã thuần. Em chào Triệu Lý nha. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 120. 120.000 ngọc điểm hồng gấm đang vòi nha, đang có vòi nha cả nhà. Để cho mọi người chậu này 120 chốt đơn. Chốt 120 có cái chậu hoa kia luôn.
Chậu hoa kia em để em cũng còn một chậu này. Chậu hoa kia kia. Hoa này nhưng mà sắp tàn rồi. Hoa này sắp tàn rồi nha cả nhà. Chậu này em để cho cô chú anh chị nhà mình 120 bởi vì cái bảng lá nó to. Nha chị Lệ Hương ơi, chốt chậu này thì lên ok giúp em này. Lên ok giúp em sale 120. Buổi chiều mua hồng gấm về nay nở thơm ngát luôn. Dạ đúng rồi đó. Ngọc điểm hồng gấm nó thơm lắm mọi người ơi, nó thơm ngày đêm sáng tối luôn đó cả nhà. Chị Lệ Hương ok, để cho chị Lệ Hương chậu này 120 luôn, chốt đơn cho chị. Đó, ngoài đó còn mấy chậu em lên luôn. 120 rồi, còn chị Hoa Lan để em coi còn chậu nào không. 120. Đó đó đó, dưới đất kìa. Chậu đó được không? Ở sau này còn. Chị Hoa Lan, chị Hoa Lan ơi, em có chậu này nè. Em có chậu này 120 nè. Đó, em để chị Hoa Lan chậu này 120 nha, ok lại giúp em. 120. À, 5 cây đủ màu đủ giá là loại đại bóc. Loại phim 12 á, loại phim 12 thì em có 5 cây, 5 màu là 250 em bao ship luôn nha. Rồi chị Hoa Lan ok, em chốt với chị Hoa Lan chậu này. Em chốt chị Hoa Lan chậu này 120. Cho em nha cả nhà. Số 5 đi. Số 5 nha cô chú anh chị nhà mình. Dạ rồi anh đợi em chút xíu nha, em lên cho anh xem này. Em lên cho anh xem luôn. Số 5 cho em đi cả nhà ơi, số 5. Số 5 120. Số 5 120 luôn giúp em nha. Số 5 120 ngọc điểm hồng gấm. Số 5 120, trời giá sale rẻ bất ngờ luôn cô chú anh chị nhà mình. Chốt cho cô, con chốt cho cô Dung Vũ. Con chốt cho cô Dung Vũ 120. Gộp đơn giúp em đủ 150 để em quyên đi đơn nha. Chậu này để cho mọi người 150. Chậu này bạn lá nó nhiều hơn nha cả nhà. Bạn lá nhiều hơn cho em nha cô chú anh chị nhà mình 150 chậu này. Hả? Để 120 luôn đi. Comment với em số 6. Số 6 120 nha cả nhà ơi. Số 6 120 cho cô chú anh chị nhà mình chốt đơn. Số 6 120 chốt đơn. Em chốt cho chị Lệ Hương. Cho chị Lệ Hương chậu này 120 luôn, còn không? Hết rồi còn. Dạ cái hàng này là, cái hàng này là hàng thanh lý, cho nên mà đẹp á thì con không biết là nó đẹp không á cô. Cái này giờ con hết rồi đó. Con hết rồi, giờ nó có, con đang lên thanh lý còn vài chậu con thanh lý. Chị Hoa Lan, em để chị Hoa Lan chậu này giống như là nó bị nè. Nó bị cái lá nó bị gãy một hai cái, ví dụ cái lá nó bị như này. Đó là hàng này mới bán 120 cả nhà, chứ hàng đẹp là vẫn bán 200 bình thường nha. Đó cái lá nó bị giống như là nó lỗi một cái nhẹ nhẹ thôi thì em bán cho mọi người 120. Trời, chậu này mà bán 120 quá rẻ luôn nè. Chậu này mà bán 120 quá rẻ. Ngọc điểm hồng gấm 3 chậu em đi một thùng, cho nên là một thùng phí ship nó cao nha mọi người. Bán giá rẻ nhưng mà mọi người phụ giúp em cái phí ship. Em không có bao ship mấy cái hàng ngọc điểm này nha cô chú anh chị nhà mình. Ở thêm một chị Hoa Lan ơi, chị Hoa Lan chốt lên giúp em nha. À, cho cô Dung Vũ chậu này. À không, vậy để cho chị Hoa Lan đi, cho cô Dung Vũ chậu kia đi, cho là chị Hoa Lan chốt trước á. Cho cô Dung Vũ chậu nhiều lá kia cho em. Cô Dung Vũ ơi, con để cho cô chậu này nha. Cô ok lại giúp con nha. Mạnh nó ra. Đó, cô ok lại giúp con nha cô Dung Vũ, đó chậu này. Chậu này con để cho cô nha, thêm chậu này nữa cho cô nè. Đó, lá liếc đồ lên nhiều lá ơi là nhiều luôn. Đó, ok lại giúp con nha, mạng nó đang bị chậm á. Mạng nó đang bị chậm á cả nhà, nó đi nó chạy chậm quá, chạy chậm rù. Ngọc điểm hồng gấm. Ngọc điểm hồng gấm cho cô chú anh chị và mình. Ok. Con chốt cho cô luôn. Rồi lên tiếp. Nắng Thái hả? Em đang có chậu này, chậu ngọc điểm luôn. Nhưng mà để chậu này nó ít lá hơn, cho nên để cho mọi người giá rẻ. Còn chậu nào đẹp hơn không? Mà dạ chậu đẹp con bán, đang bán 200 á cô. Nhưng mà em có chậu hoa vừa nụ đó đi. Chậu này giờ con để cho cô 170 đi. Hai vòi luôn, đẹp luôn. Để cho cô 170 nhá, để cho cô 170 chậu này. Hai vòi. Đang có hai vòi luôn nha. Chậu này con để cho cô 170 thôi. Ở lên chốt đơn. Lên chốt đơn giúp con 170 nha cô Dung Vũ. Chậu này đẹp nè, lá đẹp mướt mát luôn.
lá đẹp mướt mát luôn, không có một cái điểm trừ luôn á cả nhà, không có một cái điểm trừ luôn. Bạn lá to đó, bạn lá to này cô chú anh chị nhà mình, chồng này để cho cả cho cô Dung Vũ 170 nha. Nó cô chốt thì lên giúp con là chốt, cô chốt thì lên giúp con là chốt nha cô ơi. Chồng này để cho cô chú anh chị nhà mình 170, cô chốt thì lên giúp con là chốt, chứ con là con chốt cho cô cho chị Hoa Lan á. Cặp này để 120 luôn đi. Để chậu này cho chị Hoa Lan. Vậy con có cặp này 120 nè. Comment giúp con là cặp 120. Chị mượn đi. Không. Này không phải da da đâu. Này sao mà da da. Cái này giống như cái này cái hoa nó to hơn. Thỏ đỏ. Cái này hàng da da. Đang đi kìm da da. Nói chị lăn qua mua 500 mà em bao ship. Không mừng lắm rồi. Không, hết rồi. Chỉ có tối kia thôi. Cặp này nha cô Dung Vũ 120. Comment giúp con cặp 120. Cô về cô dưỡng lại nha, cặp 120. Cặp 120. Cặp này 120 chốt đơn. Cặp này 120 chốt đơn nha cô chú anh chị và mình ơi. Cặp này 120 chốt đơn. Cặp này 120 con chốt cho cô Dung Vũ luôn. Con chốt cho cô Dung Vũ luôn nha. Cái này phải lấy kéo tắt thôi, không có ấy được rồi. Đây. Cho chị một chậu 170 không thôi, là nãy giờ mấy chậu chị chốt là chị xả ra hết đúng không? Là chị lấy một chậu 170 thôi đúng không chị Hoa Lan? Đúng không? Đúng thì comment lại giúp em là đúng nha. Chậu này 180. Chậu này 180 nha, cái này em cắt đi nha mọi người ơi. Chậu này 180 hàng lá nó quá trời đẹp luôn mọi người. Chậu này 180 cho em đi, ngọc điểm hồng gấm 180. Chốt lên giúp em hồng gấm 180. Chốt lên giúp em hồng gấm 180, hàng đẹp thì vẫn có đẹp. Hàng lỗi lá 1 2 lá thì vẫn có nha mọi người ơi. Đó, chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 180 chốt đơn. 180 chốt đơn nha cô chú anh chị nhà mình. Dạ rồi, vậy mấy cái cây của chị Hoa Lan xả ra hết cho em. Em bán lại. Rồi, chậu này cho em 180 ngọc điểm hồng gấm. Ngọc điểm hồng gấm 180 nha cả nhà ơi, chốt đơn lên giúp em nha. Cái gì? Rồi, chậu này 180 rồi, lên tiếp. Lên tiếp em còn 2 chậu, mỗi chậu là 120. Chậu này có nụ 120 số 1. Có nụ 120 số 1, chậu này không có nụ nhưng mà được cái lá nó to hơn nha. Cái bạn lá nó to hơn nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, bạn lá nó to hơn để cho mọi người chậu này 120 luôn. 120 luôn. 120, trời chậu này 120 đẹp quá ta. Mọi người không chốt em để lại. Để lại em đi em đi bán cái bên kia. Chậu này cho em đi. Chậu này cho em 120 mà đang có vòi luôn này cả nhà. Đang có vòi luôn, về nhà chơi hoa được liền luôn ha cô chú anh chị nhà mình. Về nhà chơi hoa được liền luôn cho em này cả nhà ơi, chốt lên đơn giúp em. Cái này thì nó sẽ có lá vàng á nha cô. Cây nào con thấy nó cũng có lá vàng hết đó cô Dung Vũ ơi. Cây nào nó cũng sẽ có lá vàng, nhưng mà nó vàng là vàng lá chân thôi. Đó, nó vàng lá chân và nó sẽ càng phát triển lên những cái cặp lá mới. Đó, nó phát triển lên từng cái cặp lá mới á cô. 120. Để cho cô đổ cho cô cái bảng lá bự này đi. Cái cây này bạn lá ít đó, đổi cho cô cái cây này. Bạn lá bự để ưu tiên cho cô luôn. Em đang còn một chậu A3. Để cho mọi người 100 ngàn, thấy cây nào cũng đẹp hết á. Cây của cô Dung Vũ á, nãy giờ 2 cây, 3 cây. Cây nào cũng đẹp hết trơn. À, để cô cây này đi, lấy cái cây đi. Mấy cây của cô cây nào cũng đẹp hết đó. Giờ con nhìn thấy con không nỡ đổi luôn. Con không nỡ đổi luôn, con kêu cây nào xấu thả ra để bỏ cây đẹp vô cho cô mà không nỡ đổi. Mọi người coi mạng nó có bị giật không cả nhà? Còn cái bên sau lưng em kìa. Sau cây thỏ.
Chậu bé này để cho mọi người 90. Chậu bé này em để cho cả nhà mình 90.000. 90 nha. Chậu bên soda này để cho mọi người 90.000 nha. 90.000 bên. 90.000 bên soda chốt đơn. 90.000 bên soda chốt đơn. Ủa của cô còn cặp kia nữa kìa, còn của cô còn cặp 120 nữa kìa. Cái cặp 120 cô có lấy không? Cô? Cái cặp 120 cô, nếu mà cái cặp 120 mà cô thấy nó nhỏ thân quá thì con để cho cô một cây 120. Đó là con đổi cho cô cái cặp, lấy cái cây. Hello anh Lê Tiến Sĩ. Hello anh. Anh nhận được hàng chưa? Chậu này cho em đi 90.000 bên xưa. Bên xưa 90. Bên xưa 90 nha cả nhà ơi, chốt lên đơn giúp em bên xưa. Bên xưa 90. Bên xưa 90.000 chốt lên đơn. Bên xưa 90 chốt giúp em nha. Bên soda xưa 90.000. Chốt giúp em nha mọi người. Trời ơi, cái cây nó bự như này bán 90.000 còn rẻ hơn cái cây mà người mua ở ngoài phim 12 nữa cả nhà. Mà sao vậy? Chậu này cho em 70. Phượng Hoàng Lựa 70. Phượng Hoàng Lựa 70 cho em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Phượng Hoàng Lựa 70 em chào anh em chào anh Hoàng Vinh. Tự nhiên cái đọc tên anh cái Hoàng cái liễu lưỡi luôn. Mới nhận 3 cây quý phi rồi nha bé đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Chưa nhận hàng mới chỉ nhận được quà thôi. Em á, hôm bữa em không ngờ luôn á anh Lê Tiến Sĩ, cái bữa đó anh trêu là gì, anh không, anh rất là thích quà tặng, anh thích tặng cái chấm 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 đó, cái ai về, cái ai về tặng cái chấm 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 luôn. Chậu này cho em nha, 70.000 Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa 70.000 nha mọi người ơi. Phượng Hoàng Lửa 70. Phượng Hoàng Lựa 70 nha cô chú anh chị nhà mình, chốt lên giúp em comment nha. Chốt lên giúp em comment. Phượng Hoàng Lựa 70 cái này tặng cho cô Dung Vũ. Cô Dung Vũ ơi, cái này con tặng cho cô luôn nha. Cô về cô ghép cho, nãy giờ con thấy cô chốt ngọc điểm nhiều á. Cô lỡ ghép rồi cô ghép giùm con vô luôn chứ con để ở đây á con không, cũng không ghép được. À, cảm ơn anh chủ chứ em đâu có biết gì đâu. Thiệt sự là em không biết gì luôn á anh Lê Tiến Sĩ. Kêu là ủa tặng rồi cái làm hết hồn. Làm hết hồn luôn. Nhiều khi ông chủ em tặng quà âm thầm lặng lẽ mà đến mức người trong nhà như em mà còn không biết nữa cả nhà. Âm thầm lặng lẽ gửi trong thùng hàng của mọi người là quà tặng vậy đó. Con chào bác Xanh Mai. Rồi chậu này cho em Phượng Hoàng Lựa sale 70. Sale 70.000. 60 hả? Sale 60.000. Giờ là vã quá rồi, bán ế quá. Bán ế quá, sale nghỉ bán luôn. Sale nghỉ bán nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Sale 60. Phượng Hoàng Lửa 60.000, hình như là cái nón này giờ nó ám em không có vui được á. Giờ tháo nón ra thấy vui hơn rồi nè. Chậu này cho cô chú anh chị nhà mình nha, Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa đây, mặt hoa Phượng Hoàng Lửa nha mọi người, 60.000. 60.000 Phượng Hoàng Lửa nha cô chú anh chị nhà mình, chốt lên đơn giúp em. Cây rất là mập nè cả nhà ơi. Đây cho mọi người xem mặt hoa Phượng Hoàng Lửa nha. Nó không chịu đứng. Tặng người. Thôi tặng người tốn, mọi người về nhà mọi người tốn kém lắm á. Anh Tâm Đinh thôi, bây giờ em sẽ không nghe những gì anh Tâm Đinh nói rồi. À không, do lỗi em xin lỗi anh. Giờ chợt nhớ ra, đang tính đổ lỗi cho anh Tâm Đinh mà chợt nhớ ra là lỗi em không chịu tổng bill cho nên anh không qua. Tuần trước anh hứa anh qua mà anh không qua, do em không tổng bill. Rồi chậu đây Phượng Hoàng Lửa nha mọi người, phong hoa rất là to. Phong hoa siêu to cho em nha. Chậu Phượng Hoàng Lửa đây để cho cô chú anh chị nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? 60.000. Trời ơi 60.000 mà không lấy luôn. Không hốt luôn á hả? Bẻ hoa nữa. Trời ơi 60.000 mà không hốt luôn á mọi người, sao vậy? Ủa alo. Hôm nay mọi người bị sao vậy? Bán rẻ mọi người không mua, mọi người kêu thôi nâng giá lên đi rồi mua đúng không? Thấy em bán rẻ quá, tụi em đúng không? Em anh Sơn Phạm vậy em còn rồng đỏ. Hốt cho em mớ rồng đỏ lên luôn, bán luôn đi được không? Không được. Em có rồng đỏ nha anh Sơn Phạm, nhưng mà em bán rẻ, về thao giá thể cho anh dưỡng cây chăm lại. Thiệt ra là cái cây rồng đỏ xưa là nó giống như là cái thân củi không à. Giờ nó còn thân củi, bởi vì cái dòng rồng đỏ xưa này cái đặc điểm của nó là nó hay bị rớt lá chân á cả nhà. Đó, cho nên là
Cho nên là cái thân già của nó, cái thân mà thân trưởng thành của nó thì nó cho hoa rồi thì nó trở thành là thân củi. Thì những cái thân củi đó cô chú anh chị nhà mình giúp em á là kích kỳ để nhân kỳ lên. Và nó cũng có mầm con nha, nó cũng có mầm con. Dạ đợi em chút xíu em gom lên cây của chị chút, buổi trưa gửi chưa em. Nếu chưa gửi gộp cây đó cho chị bò. Bỏ giá thể đi em. Chị gộp cây, chị gộp cây phù hằng lửa chị Cúc Nguyễn. Hỏi giùm em chắc chưa đi đâu ha. Chị Cúc Nguyễn, chị lấy cây phù hoàng lửa đúng không? Chị comment giúp em là gộp phù hoàng lửa với đơn chưa? Bán rễ về nuôi. Dạ để em đợi em chút. Em lấy lòng rồng đỏ lên cho mọi người xem. Đi cô Lan đi. Cô Lan đang chở xuống giờ cô Lan chở lên luôn. Cái đó nó hơi xa chút xíu, nó ở đầu, nó nằm ở ở tuốt dưới vườn sau á cả nha. Chị Lan gom cho em cái rồng đỏ lên hết luôn nha. 3-4 cây cũng được. 3 cây thôi. Hết luôn nha, mà 3-4 cây cũng được. Bán rẻ dạ rồi, đợi năm đen rồi anh nhận 3 cây phượng hoàng lửa, 2 cây gì anh chốt anh quên mất tiêu. Anh chụp hình anh gửi qua giúp em đi. Xem thử là cây gì. Xem thử cây gì chứ anh chốt anh quên luôn. Lên cây tiếp đi rồi. Dạ rồi em lên cây cho cả nhà mình nha. Lâu ngồi tám chuyện quá. Ôi thôi xin đó. Cây này nó xấu quá không dám bán luôn. Với cây bên lửa với cây bên và cây chớp bịp. Cây bên và cây chớp bịp là chị chốt trong tin nhắn đúng không? Đúng không chị? Ok, vậy để vô tin nhắn chết giùm em xem hữu. Cái này tháo giá thể đi cho đỡ tốn phí ship. Mà cái cây nhỏ này tháo giá thể nó cũng dài, chậu này để cho mọi người 50.000 nắng thái. Chị mượn mặt phai nắng thái luôn. Nắng thái 50 thôi nha cả nhà. Cái này không tính bán luôn, cái nó bị ấy hết rồi. Vừa bán vừa tặng nha mọi người, có thân con lên để cho mọi người 50.000. Nắng thái 50. Nắng thái 50. Nắng thái 50 nha cả nhà ơi. Nắng thái 50.000 chốt đơn. Nắng thái 50 chốt đơn lên giúp em nha cả nhà. Em chào anh Thành Quang. Em chào anh. Chậu này cho em nha cả nhà. Hèn gì mọi người cứ kêu em là người Bắc, người miền Trung. Em là gài Việt Nam. Nắng thái đây là mặt. Cái này không phải nắng thái. Này mặt khoai nắng nhật. Nhật đúng rồi. Bên này Nhật, bên này Thái. Mặt khoai nha cô chú anh chị nhà mình, nhưng mà mặt khoai này là nắng Nhật á. Chậu này để cho mọi người 108. Chậu này bự dữ. Nắng nha, cái này gọi là nắng đi mọi người, nắng Thái la Nhật. Nắng Nhật và nắng Thái chung chậu. Nắng Nhật. Nhưng mà nắng này là nắng Nhật nhưng mà thích ở bên Thái, cho nên là hai cây nó giống nhau. Bên cái hai vòi này là nắng Thái, còn bên cái một vòi đang hoa này là nắng Nhật nha cả nhà. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 180 sen chốt đơn, quá rẻ. Quá rẻ cho hai cuộc tình. Quá rẻ cho nắng Thái và nắng Nhật, chốt đơn lên giúp em nha. Đó, chốt đơn lên giúp em nắng Thái. Nắng Thái 180 chốt đơn giúp em nè cô chú anh chị nhà mình ơi. Đang có chậu kia thanh lý là 50.000 nha mọi người. Ủa alo. Cho Lan em chốt cho chị Lan Thanh. Ơ lộn, chị Lan Hoa. Em xin lỗi chị, em đọc sai tên. Chị Hoa Lan. Xong đọc ngược lại là Lan Hoa. Xong đọc là Loan Thanh nữa. Chết rồi. Bị thôi miên rồi. Chậu chu tước đó chưa ai chốt luôn hả? Đưa lên em nhả día lại. 80.000 chu tước. Chu tước không, bữa anh chị nào tìm quá trời quá đất này, cam kết với mọi người dòng này mọi người chơi mê chữ E kéo dài luôn. Nha, chậu này á, dòng hoa này trên thị trường giờ nó không có hàng nữa. Cái này cho em xin phép là đi hàng em cắt nha. Bởi vì nó hư hết nụ rồi. Nó cái nụ này nó hư hết rồi cô chú anh chị nhà mình ơi. Nha, chậu này cho cô chú anh chị nhà mình đi cả nhà. Chậu này để cho bà con cô bác với giá 80.000 chu tước trên thị trường không còn hàng nữa đâu mọi người ơi. Chốt đơn lên giúp em. Hôm nay mọi người im lặng quá. Im lặng đến đáng sợ luôn á. 80.000. Nha, 80.000 chốt đơn. 80.000 chốt đơn cho em chu tước nha. Cái này giờ em không có lưu mặt hoa. Nhưng mà mặt hoa của em này nó giống như huyết long đỏ với rồng đỏ xưa á. Em đang gom rồng đỏ, đợi em chút xíu nán lại, đợi em chút xíu nha mọi người ơi. Đang quay cái cam sau cho mọi người xem nè. Ấy, méo qua chút. Đó, ok. Gần lại chút. Đây nha cô chú anh chị và mình, mặt hoa chu tước nó giống gì nè cả nhà. À, nó giống y chang vậy nha cô chú anh chị và mình ơi. Rồi, chốt lên đơn giúp em.
Chốt lên đơn giúp em nha cả nhà. Chu tước, chu tước 80 sen. Chu tước có 80 ngàn. Mọi người, trên thị trường không có hàng này đâu cả nhà, hết rồi đó. Trên thị trường mấy cái hàng này gọi là hàng chu tước xưa. Giờ gọi là chu tước xưa rồi mà giờ người ta không có đâu, người ta bán. Mà nhà em có mới ghê, thấy không? Thấy ghê không? Thấy ghê thì phải chốt nha. Thấy ghê thì phải chốt rồi, lên luôn chậu bên này đi. Bao nhiêu? 70 ngàn, bên. Bên 70, bên 70 về ghép lại giúp em nha. Bên 70 nha cô chú anh chị nhà mình. Bên 70 nha cả nhà ơi. Bên 70 nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Bị dây thần kinh đi. Bên 70 ngàn nha cả nhà. Bên 70, bên 70 chốt lên đơn giúp em nè. Bên 70 ngàn cô chú anh chị nhà mình. Bên 70 ngàn. Ủa, mọi người lại quên bên rồi nè. Mọi người lại quên bên rồi nè cô chú anh chị nhà mình. Bên 70 ngàn chốt đơn nha. Bên soda xưa đệ nhất hương thơm, cực kỳ xuyên hoa đó, giống như trả bài cô giáo vậy đó. Mở hở sao vậy? Nhả día để em coi có gì nhả día ta. Cho em cái chậu bà liễu đem nhả día phát đi. Nhả día chậu bà liễu này nha. Còn chậu bà liễu trên kia nữa kìa, thao giá thể luôn thì được, ngon. Bà liễu, giả dế bà liễu nha mọi người ơi. Nhả dế chợ bà liễu này. Để cho cả nhà mình 100 sen, không, quất luôn cho em 100 sen. 100 sen chợ bà liễu này nha cả nhà. Nhả dế nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Bà liễu xưa thanh lý. Bà liễu xưa thanh lý cho mọi người, chậu này 100. Chậu này 100 chút đơn, trời, chậu 100 mà bằng chậu 200 nãy em vừa bán luôn á. Chết rồi. Số 1 100. Số 1 100 bà liễu xưa đệ nhị hoa thơm. Đệ nhị hoa thơm phát triển rất là lùm. Phát triển là bụi lùm cho em nha. Cặp này tháo giá thể 150. Giờ tháo luôn nha, bắt buộc phải tháo 150 cặp này. Trời ơi, nó bự trời bá lửa luôn. Ủa sao vậy mọi người? Cái cặp này 150 là nó bằng cái cây một hướng em đang bán luôn á cả nhà. Cặp này 150 về ghép lại giúp em Quyên nha mọi người. Trời ơi chết rồi, cái cặp này mà bán 150 có chết không? Trên thị trường mà ai bán bà liễu mà mấy cái cây cỡ này mà quýnh đòn em luôn á. Rồi cặp này cho em 150 nha mọi người. Ủa alo, nhẹ dĩa 150 bà liễu đệ nhị hoa thơm, chốt đơn lên giúp em cả nhà ơi. Mắc cái gì á? Bị mắc cái gì á mọi người? Mạng nó có bị gì không cả nhà? Đổ lỗi do mạng nữa đi. Bán ế đổ lỗi do mạng. Cặp bà liễu này cho em nha. Chờ mọi người không chốt là em để lại. Bữa sau em bán. Giờ mọi người không chốt thì cũng để lại thôi chứ sao. Cho anh Tâm Đinh. Em chụp cho anh Tâm Đinh. Trời ơi cái cặp này 150 mà cái cây này 200 sao bán. Về ghép lại giúp em nha. Em hết rồi chị Thúy Thân ơi. Vậy là do mạng chậm rồi. Em hết tài liệu 150 rồi. Em có cái liễu này nè. Cái liễu này giờ em không bán giá xuống được nữa rồi. Trời ơi, liễu 150 quá trời người chốt giờ nè. Vậy là mạng chậm rồi. Em đang có chậu liễu này nha, hàng chung gốc. Không phải là hàng ghép cho nên giá nó cao hơn. Và đang có rất là nhiều thân con ở dưới gốc đang lên nha. Dạ em không có, không có an, không có Discolo, Discolo. Anh Sơn Phan lấy bên 70. Lấy 2 cây bên 70. Ok anh Sơn Phan. 2 cây bên 70 em chốt cho anh Sơn Phan nha. Có không? Có 2 cây không? Chậu này cho em để cho mình là chậu liễu này là 200. Giờ quất luôn cho em đi. Không được hả? Này nó không có bớt được. Không bớt được nữa 200 nghìn. Này đổi thay chậu giúp em, hàng này hàng chung gốc không bớt được nữa nha cả nhà ơi. Hàng chung gốc nó khác với phải phải về ghép. Về ghép lại thì cái nó nói chung là nó ấy hơn. Còn này hàng chung gốc về nhà bỏ giá thể khác vô giúp em. Chậu này 200. Liệu nha, liệu tác phẩm 200 ngàn. Liệu tác phẩm 200 chốt đưa lên giúp em nè. Ba liệu tác phẩm 200k. Chốt đơn giúp em cả nhà nha. Ba liệu tác phẩm dạ có chậu nụ không mà em không có nụ. Nụ em hết rồi đó chị. Cái hàng này hàng thanh lý. Hàng này em gom lên thanh lý có 1-2 chậu em còn lại em thanh lý á. Liệu tác phẩm cho em chậu này để cho cô chú anh chị và mình 200. 200 ngàn liệu. 200 ngàn liệu nha. 200 ngàn liệu để em coi còn cái gì lên thanh lý luôn đi. Anh, em có cặp này 150 một cây
cây 70, cây 80 nha. Cho em cây cao đi, cho anh về anh ghép. Cao đẹp không? Rồi cây này mà bán 80 chết luôn. Vậy thôi. Anh gì ta? Anh Sơn Phạm. Đâu cây bên kia đâu cho em mượn. Dưới em. À. Em có cặp này nè, 150 nhưng mà có cái cao cái thấp nha. Hết rồi. Hết rồi anh nè. Đó chứ không có cái cây này nó cao quá à. Nó cao quá. Dạ em không có cáo chồm. Để cho anh luôn đi. Anh ơi em để cho anh cặp này 150. Em để cho anh cặp này 150 nha. Cây này em đang bán 150 luôn á anh. Cây này em đang bán 150 á. Này rất là lùm nha. Em để cho anh cặp này 150 nha. Nó không có cao bằng bởi vì em còn có nhiêu đây à. Còn có 3 chậu à. Do cái kia nó cao quá, cái cây kia nó cao quá rồi không thể nào mà dung hòa nó được hết á. Rồi cho em đi để em coi còn chậu gì nè. Hòa nó ok rồi. Đưa cho ảnh hai cây này hay hơn. Nó cũng vậy. Rồi đưa lên hai cây ba đó tiếp. Chị Thúy Thân ơi, em còn cặp này 150 nè chị Thúy Thân. Em còn cặp cao cao thấp một cỡ chậu cao chậu thấp 150. Chậu cao chậu thấp 150. Dạ nó bằng nhau anh, nó bằng cái chậu thấp hồi nãy anh Sơn. Rồi chậu này cho em đi cả nhà. Chậu này lên cho em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Cặp này 150, bên 150 lên giúp em, bên 150 kèm số điện thoại nha, bên 150 kèm số điện thoại giúp em nha. Dạ hai cây cao, hai cây của anh là hai cây cao đó anh Sơn. Đây nè, hai cây này của anh là hai cây cao á. Thôi em để cho anh cặp này nha. Đó cặp này nha anh Sơn, ok lại giúp em nè. Ok lại giúp em Quyên nha. Rồi lên lại nè mọi người, lên giọng lại đi cả nha. Xìu quá. Xìu quá mọi người ơi. Chị Thúy Thân em có cặp này nè. Chị Thúy Thân em có cặp này để chị. Cặp này không để 150 được nha. Cặp này thân lùm lắm. Cặp này để chị 180 thôi. 180 nha. Cặp này 180, cặp này đều hơn. Cặp này 180 nha cô chú anh chị nhà mình đó. Cặp này 180 trước lên đơn giúp em. Quá rẻ. Quá rẻ nha cả nhà. Cặp này 180 trước lên đơn à. Gọi là hôm nay gọi là phá giá luôn á mọi người. Gọi là phá giá luôn á cả nhà ơi. Nha chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Cặp này 150, ó lộn 180. Cặp này 180 trước lên đơn giúp em. Em chào chị Kim Văn Nguyễn. Hello chị. Lên tiếp cho cả nhà mình, em đang có chậu đa văn này, đa văn đẹp nha, 350. Đa văn xưa. Đa văn xưa hàng đẹp 350. Này về nhà sang chậu ra nhìn thôi bị ngon lành, chốt cho chị Thúy Thân nè, 180 nè. Sao rẻ thế chị, chốt 350 mà có 4 thân. Giá hàng đó là hàng ấm chậu, còn hàng này là phải ra chậu á chị Cúc Nguyễn. Cái này phải ra chậu. Nói chung là hàng ra chậu lúc nào em bán cho mọi người để mọi người về mọi người ra chậu á thì nó cũng phải rẻ hơn mấy cái hàng mà em đã ra chậu rồi. Cho nên hàng đã ra chậu rồi thì nó ấm chậu rồi thì cái giá của nó phải cao hơn ha cả nhà. Mà cái hàng cây kia là nó lực hơn, còn nó mập hơn. Còn cái thân cây này á thì bán thanh lý cho nên thân nó ốm hơn. Nói chung là bên nó có nhiều loại. Bởi vì sao em mới bán giá vậy cho cô chú anh chị nhà mình. Không phải là em bán giá rẻ là cây xấu, nhưng mà bán giá rẻ là cái cây đó nó hợp với cái giá tiền đó. Đó ha, nó còn sót lại. Cái hàng nó hàng em ra chậu mà nó còn sót lại nên em bán về cho mọi người ra chậu giùm em. Rồi chậu đa văn xưa này cho em đi 350. Đa văn xưa này 350 chốt đơn nhá. Đa văn xưa 350 chốt đơn lên giúp em. Hello Vườn Lan Giá Sĩ. Chào chị yêu. Rồi chậu này cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Chậu này cho em đi cả nhà ơi. Chậu này cho em 350 đa văn xưa nha. Đa văn xưa 350 đây cả nhà. Đa văn xưa chậu này 350 nha cô chú anh chị nhà mình, chốt lên giúp em. Đa văn xưa hàng này hàng siêu xưa rồi, 350. 350 lên chốt giúp em nha cả nhà. Chơi lên gì? Em đang có chậu bên này bự cho bá lửa luôn nè. Chậu
Dạ nắng thái thì không cần phải trồng lại nha chị Lan. Dạ hết luôn lưỡi hả cô? Rồng đỏ đã có hàng rồi, chậu này cho em nha, chậu này cho em 280. Bên xưa siêu to, bên xưa siêu to, chậu này để cho mọi người 280. Bên xưa siêu to 280 nha cô chú anh chị nhà mình. Bên xưa siêu to 280, chốt đơn 280.000 nha cả nhà. Bên soda xưa 280. Mọi người chốt lên giúp em comment nha. Mọi người chốt lên giúp em comment nha cô chú anh chị nhà mình. Bên soda xưa 280 nha cả nhà ơi. Bên soda xưa 280, chốt đơn. Rồi dẹp chỗ cho rồng đỏ vô đi. Đây Thảo giá thể nha. Chậu này em để cho mọi người 70 ngàn nha cả nhà. Mọi người lấy thì em mới tháo. Đang có con vòi nè, 70 ngàn. Rồng đỏ xưa này một ở trên thị trường một cái kỳ ra như này người ta bán cho mọi người 180. Em chào anh Thịnh Nguyễn. Chậu này ở trên thị trường người ta bán một cái khóm lên như này 180 á cô chú anh chị nhà mình. Giờ nhà em để cho mọi người nha, cái khóm này cho em 70 ngàn. Rồng đỏ xưa về nhà mấy cái thân củi kích kỳ lên nha, kích kỳ lên giúp em nha cả nhà, về dưỡng lại kích kỳ. Giá thể nha, đỡ tốn phí ship nha mọi người. Rồng đỏ xưa, rồng đỏ xưa nha cô chú anh chị nhà mình. Hàng này hàng siêu xưa, chọn cho anh hai cây cao. Hai cây cao hả? Cái cây giờ nó đâu có thân đâu, em biết nó có cao hay không. À đây cho anh. Vậy cặp này cho anh 150 luôn đi. Cặp này cây này nó đẹp hơn nữa nè. Đó, cây này nó nhiều thân hơn. Nó nhiều thân hơn nha, về nhà anh chia ra được cũng phải là cũng được 3 chậu á. Cũng được 3 chậu, anh chia ra một khóm ở trên cùng. Anh chia ra một khóm cái một khóm trên cùng này nó cũng một chậu nè anh ha. Cặp này để cho anh 150 nha anh. Anh ok lại với em khóm dưới này. Khóm dưới này nữa nè. Cặp này 150. Cặp này 150 nha, tháo giá thể. Giờ anh ghép vô hai cây cao. Hai cây cao cho anh. Nhá, cặp này 150 nha, tháo giá thể. Tháo giá thể giúp em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Anh chốt anh lên ok giúp em nha. Chốt anh lên ok giúp em để em biết nha. Mạng bị lắc dạ, lúc đó nay em đang thấy mạng đang bị lắc đó. Rồi cái này em tháo giá thể, cặp này cho anh 150. Cặp này cho anh 150 nha anh. Chốt lên đơn giúp em. Chốt lên đơn giúp em cặp này 150 nè. Hai cây đều à? Đều nó không có đều rồi. Có cái cây không, cái đều nhau mà. Cái này mình tính đây thôi, cho tính này chứ. Đúng rồi, anh tính cây này thôi nè. Anh tính cái cây có lá thôi. Đó, cái cây trên là anh tắt cây ra cho em. Cái cây trên này nó đang nhảy cây, anh tắt cây ra anh ra chậu nè, cái trên này nè. Là hai cây này đều nhau. Đây. Đó, hai cây này đều nhau mà anh. Nha, ok lại giúp em nha, cặp này cho anh 150. Ai da. Cặp này cho anh 150 nha. Ok anh. Ok anh, vậy là giọng người nào? Người Huế à? Huế. Rồi, chậu này cho em để cho mọi người 80.000 bởi vì nó có nhiều mầm con. Một mầm con đang lên nè. Một mầm con nha cả nhà. Đó, một mầm con đang lên, hai mầm con đang lên. Đây, rất là nhiều cây đang lên nha. Chậu này để cho mọi người 80.000. Tháo giá thể nha mọi người ơi. Tháo giá thể nha cả nhà, 80 chốt đơn. 80 chốt đơn nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Cây đó mà tách ra ngon lành lắm. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 80. 80.000 tặng cho mọi người mấy cái rau càng cua ở dưới nha, về làm gỏi. Về làm gỏi ăn nha cô chú anh chị nhà mình. Mọi người chốt lên đơn giúp em chậu này 80. Chậu này em để cho mọi người trăm tiếp tục nha. Chậu này, chậu này để cho mọi người trăm 150. Chậu này 150 nha cả nhà. Mười mấy cây, 20 cây á. Gần 20 cây, cái này mà có anh hai lúa là anh hai lúa chốt nè. Có anh hai lúa là anh hai lúa chốt luôn, đang có nụ cho em nha. Trời, cái này mà về tách ra, anh Tâm Đinh về tách ra cũng ngon lành nè anh Tâm Đinh. Cái này nó cũng phải 20 cây á, 20 thân đang lên á. Chậu này để cho mình 150 thôi nha, 150 ở ngoài người ta bán một cây là một cây 180.000 nè. Bên này một khóm này, về nhà tách ra ra chậu, ra chậu cho em nha. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Như vậy, cái này là rồng đỏ xưa đó anh chị Henry Nguyễn. Rồng đỏ xưa nha, cho mọi người xem mặt hoa rồng đỏ xưa.
Đây là mặt hoa của rồng đỏ xưa nha cả nhà. Rồng đỏ xưa nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Rồng đỏ xưa cho em chậu đó để cho cô chú anh chị nhà mình với giá là chậu này là 150. Chậu này là 150 nha. Rồng đỏ xưa này trên thị trường á, người ta có người ta chia sẻ cho cô chú anh chị nhà mình cũng một cây là 180.000. Cái cánh là cánh xoắn cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, cánh là cánh xoắn nha cả nhà ơi. Rồng đỏ xưa cánh xoắn nha cô chú anh chị nhà mình, màu nè. Xuất sắc luôn á cô chú anh chị nhà mình ơi. Hoa xuất sắc. Đây lật, em lật cái cam sau cho mọi người xem. Wi-Fi 3G đâu còn đâu. Mặt hoa rồng đỏ xưa nha cả nhà. Chậu 80 là rồng đỏ không phải em. Dạ đúng rồi, chậu này em đang lên rồng đỏ hết đó mọi người. Em đang lên mấy cái chậu này là rồng đỏ hết á. Hàng này ở trên thị trường người ta tách kỳ ra, người ta bán cho cô chú anh chị nhà mình cũng phải là tách kỳ ra bán cũng phải trên 100.000 cây, 150, 100 đồ mà trở lên không, mà không ai bán mấy chục ngàn em đâu. Chậu này rất là nhiều cây, hơn 20 cây này, để cho mọi người 150. Đó, một cái khóm như này người ta ở ngoài người ta lụm được cả nhà mình 200 mấy chục ngàn rồi. 200 mấy, 300 mấy chục ngàn của cô chú anh chị nhà mình này. Rất là nhiều cây, rất là nhiều thân con về nhà tách ra nha. Tách ra nhân giống như trên thị trường cái hàng này nó hết rồi đó về mọi người. Cái này là nó cái cây của nó tụ lên chứ nhà em không kích cây luôn mà nó lên cỡ này. Cho nên cả nhà mình lấy những cái thân củi này nè về nhà kích cây để cho nó lên ha. Về nhà kích cây cho lên ha cả nhà. Chậu này 150. Chậu này 150 cho em rồng đỏ xưa. Rồng đỏ xưa 150. Chậu này là 80. Chậu này là 80 cũng rồng đỏ xưa luôn ha. Nó đang có một mầm con ở dưới đây nè, một mầm con. 2 3 4. Đó, 4 mầm nha. Nó đang có 4 mầm. Về những cái thân này nè, ngay cái mắt nè, những cái mắt, những cái đốt của nó đó cả nhà. Mọi người kích kỳ vô để cho nó ra. Nó ra thân con ở trên cái này ha. Là mọi người lụm tiền luôn. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 80.000. 80.000 chốt đơn. 80.000 chốt đơn nha cả nhà ơi. Đó, 80.000 mọi người tranh thủ chốt nha. Tranh thủ chốt chứ hàng này giờ trên thị trường người ta không có rồi đâu cô chú anh chị nhà mình. Giờ nhà em giờ đang dọn vườn cho nên bán rẻ chứ không để lại mà có thời gian mà chăm sóc để lại mà kích kỳ nhân giống lên là mai mốt là lụm tiền luôn á cả nhà. Giờ trên thị trường cái giá này nó đang cao rồi đó, mà mai mốt nữa nó hiếm hơn nữa thì nó càng cao hơn nữa ha cô chú anh chị nhà mình. Rồi lên tiếp, lên tiếp cho mọi người nha. Trời ơi cái cỏ nó quá nhiều, chịu không nổi phải nhổ thôi. Em đang có cái chậu này để cho mọi người, chậu này bự nha. Lời được một khóm bên này. Lời được một khóm bên này nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, khóm bên này về nhà tách ra giúp em nè. Hả? 90.000. 90.000 chậu này mọi người ơi. Mọi người chấm chấm nó giúp em đi coi còn gì, xả luôn, xả dọn. Dọn luôn lên lần nữa mà không mấy nữa thì đó. Chậu này để cho mọi người rồng đỏ xưa 90. Rồng đỏ xưa 90 nha cô chú anh chị nhà mình. Rồng đỏ xưa 90 giờ em lên lại lần nữa nha. Em lên lại lần nữa mấy cây mà nãy giờ em đang xe thanh lý mọi người chưa hốt á. Thì quá. Đúng. Chưa. Chậu này 70. Chốt 150 cho anh Uông. Chốt 150 cây siêu lùm cho anh Uông. Rồi chậu này cho em ra thỏ thỏ xưa nha. Thỏ xưa. Thỏ xưa cô chú anh chị nhà mình. Thỏ xưa nha cả nhà ơi. Chậu này để cho mọi người với giá là 70.000. Thỏ xưa 70. Thỏ xưa 70 nha cô chú anh chị nhà mình. Thỏ xưa 70, thỏ xưa 70, thỏ xưa hoa thơm. Thỏ xưa hoa thơm chậu này tháo giá thể đi cho nhẹ nha. Về nhà chỗ cái cây này mà bán 70.000. Bằng với cái giá phí 12 luôn mọi người. Cái chậu này không là đã 25.000 rồi nè. Đó, cái chậu không là đã 25.000 rồi ha. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 70. Thỏ xưa hoa thơm.
cho mọi người xem mặt hoa thỏ xưa nha. Chốt gạo 80 cho anh chị Henry, nhưng mà cho em quên xin số điện thoại nha. Và gộp đơn giúp em đủ 150, em đi đơn. Chốt giúp em đủ 150, em đi đơn nha. Con chào cô Diệu Thơm. Đây cả nhà, cho cả nhà mình xem mặt hoa của thỏ xưa. Thỏ xưa hoa thơm. Thỏ xưa hoa thơm nha cả nhà. Cực kỳ xinh hoa nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Dòng này nó cực kỳ xinh hoa luôn mọi người. Thỏ xưa 70.000. 70.000 chậu này. 70.000 gộp đơn giúp em đủ 150 nha anh chị Henry. Em cảm ơn mình rất là nhiều. Chậu này cho em thỏ xưa đi cả nhà. Thỏ xưa 70, trời quá rẻ. Quá rẻ cho mấy cục tình. Chậu này để cho mọi người 100.000. Chậu này để cho cả nhà mình. Ui, bằng chậu 90 á. Chậu 90 đâu? Không, 90. Chậu này để cho mọi người 90.000 luôn. Thân to nhiều nha cả nhà. Đó, mầm con duy gốc này, 1 mầm, 2 mầm, 3, 4 mầm. Đó, mấy cái này là thân to hết luôn đó mọi người. Chậu này để cho mọi người rồng đỏ xưa 90. Rồng đỏ xưa 90 nha cô chú anh chị nhà mình. Rồng đỏ xưa 90 em còn chậu Cesaret sale luôn 60. Cesaret nha, Cesaret thuận buồm xuôi gió. Ủa nãy mình bán nhiêu? Dạ thỏ hồng em hết rồi. Thỏ hồng em hết rồi cả nhà. Em bán bao nhiêu? 90 cho chị anh chị Nguyễn Hiền. Anh chị Nguyễn Hiền gộp đơn giúp em đủ 150 giúp em nha. Và cho em quên xin số điện thoại với. Rồi Cesaret, cái này nó là Cesaret đó. Không cần phải giống nữa, giờ khẳng định luôn Cesaret. Cesaret thuận buồm xuôi gió cho em đi cả nhà. Chậu này để cho mọi người 60.000. 60.000 Cesaret thuận buồm xuôi gió nha. Thuận buồm xuôi gió 60.000 lên giúp em này cô chú anh chị nhà mình. Và đây là mặt hoa của Cesaret nha. Cesaret thuận buồm xuôi gió. Cô Dung Vũ. Con chốt cho cô Dung Vũ. Chậu này 60. 60.000 cho cô Dung Vũ. Chậu này cho em đi cô chú anh chị nhà mình. A ba xưa. A ba xưa. A ba xưa nha 100.000. A ba xưa 100.000 cho em đi cô chú anh chị nhà mình. A ba xưa 100.000 nha, chốt được. A ba xưa 100.000 nha cả nhà ơi, chốt lên đơn giúp em. A ba xưa 100k. Anh Trần Văn Phú này. Robert hoa thơm 90 nha cả nhà ơi. Cái này ai? Trời ơi anh Phú, cho anh Phú cái đó, nãy giờ em thấy anh mất tích. Chậu này cho em nha 90. Robert hoa thơm. Cái này nó bị lá nha cả nhà ơi. Nó bị lá. Sale cho mọi người 90.000. Đó nó bị lá nha. Về nhà nó lên thân con. Về nhà nó lên thân con cho cô chú anh chị nhà mình nha, 90.000 chốt đơn. Còn có mấy cây này cả nhà, 90. Robert hoa thơm 90. Em cho mọi người xem mặt hoa nha. Chậu này 90.000 cô chú anh chị nhà mình. Robert. Robert 90. Hello anh Phương Nam. Robert hoa thơm 90 sen chốt đơn giúp em. Đi luôn, cặp 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 đi.
Em còn có 5 cây rồng đỏ đi luôn, cặp đi bán hết luôn mọi người ơi. Chậu này cho em nha cả nhà, cho mọi người xem mặt khoai này mọi người. Robert hoa thơm. Robert hoa thơm nha cả nhà, đây là mặt khoai của Robert nha. Đây là mặt hoa của Robert nha cô chú anh chị dòng mình, dòng thân thủ thân cao. Có cây có thể cao vượt trội lên tới 1 mét mấy 2 mét luôn ha cả mọi người. Đó, và đây là mặt hoa của em, nó thơm đậm lắm. Thơm đậm hơn bà liễu xưa nữa nha cả nhà. Thơm đậm hơn bà liễu xưa nữa cô chú anh chị nhà mình. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình với giá là 90 ngàn một chậu lấy về ghép nha. Lấy hai chậu về ghép lên chậu giúp em. Chậu siêu lùm luôn cho em nè. 90 ngàn cho em đi Robert hoa thơm. Robert hoa thơm 90 chốt đơn. Robert hoa thơm 90k chốt đơn. Robert 90 nha cô chú anh chị nhà mình, hoa siêu thơm luôn á. Để cho mọi người 90 ngàn. Để cho cả nhà mình 90 ngàn. Rồi cái này tháo giá thể nha, rồng đỏ thì tháo giá thể. Trời ơi bạn yếu. Cho em xin một bông hoa nha. Rồng đỏ xưa. Rồng đỏ xưa nha cả nhà. Đây là mặt hoa của rồng đỏ xưa nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Rồi ok rồi nè. Thoát ra vô lại được rồi. Chốt 90 cho anh Tiệm. Anh Tiệm ơi gộp luôn cho em đi. Lấy luôn một cặp đi anh về anh ghép nha. Lấy luôn giúp em Quyên một cặp đi. Anh về anh ghép lại và đủ đơn để em Quyên đi đơn luôn. Để cho anh chậu lùm này 90 ngàn. Rồi rồng đỏ xưa. Đây là mặt hoa của rồng đỏ xưa cho em nha. Rồng đỏ xưa đi luôn từng cặp cho em đi cô chú anh chị nhà mình. Đi luôn từng cặp nha, rớt nữa. Thiệt. Mạng. Rớt mạng. Rồng đỏ xưa. Cặp này cho em. Cặp này 100. Cặp này cho em 100 ngàn nha cả nhà. Cặp này 100k. Tính ra cây có 50 ngàn ấy da. Một cây có 50 ngàn rồi cô chú anh chị nhà mình nha, một cây có 50 ngàn thôi. Rồng đỏ xưa, cặp này 100. Rồng đỏ xưa lấy cây đẹp. Cái này giờ em hết cây đẹp rồi anh. Em để cho anh cặp này luôn nha, 100 ngàn. Tháo giá thể đi đỡ tốn phí ship hơn. Chứ cái hai chậu này mà đi là đi cái thùng 1 mét luôn á. Là thôi mà cây đẹp cũng không có giá này. Đó, và với lại cho em cái nữa. Đó là hàng này hàng thanh lý. Về nhà dưỡng cây lại nha. Cây đẹp thì em không có. Đó, cây này nó không đẹp. Nó không đẹp nha mọi người, nói luôn là không đẹp. Tháo giá thể về cho anh ghép. Vậy đưa cho anh hết luôn. Cho anh Tiệm, anh Tiệm ơi, anh Tiệm chốt cặp này đi chứ anh hai lúa anh chốt hết rồi đó. Nha, cặp này cho em đi. Cặp này cho em 100 ngàn. Giờ vậy là giờ hết rồi, không còn cái đẹp đâu. Hết cái đẹp rồi. Hồi trước em bán 108 rồi không á. Nha anh Tiệm chốt đi lên giúp em lại ok. Còn không em để luôn cho anh hai lúa hết luôn. Em còn được có 6 chậu à. Anh à quên, anh hai lúa, em còn 60 chậu anh hai lúa. Anh hai lúa chú hết nha. Rồi để cho anh Tiệm cặp này, em quên, nếu mà anh để cho anh Tiệm cặp này á thì em còn lại cỡ 40 chậu thôi anh hai lúa nha. Chốt cho anh hai lúa 40 chậu rồng đỏ. Chốt cho anh hai lúa 40 chậu rồng đỏ luôn. Rồi cho anh Tiệm cặp này, tháng giá thể đi đợi tôm phí ship. 100 đúng không? Cặp này 100 luôn. Bán vậy cho nó khỏe. Rồi. Tiếp tục cho em nha cả nhà. Tiếp tục cho em nha. Cái bò này em để cho mọi người 120 ngàn. Thôi đi xuống. Đi xuống đi để cho tôi làm việc. Để anh bán thằng đó thì. Chậu này cho em đi cả nhà ơi, chậu này 120 bò vàng. Bò vàng 120. Bò vàng 120 nha cô chú anh chị nhà mình. Bò vàng 120 ngàn. Chốt đơn. Trời ơi chậu này mà bán 120 mọi người. Bán ế quá, giờ phải xả vừa nghỉ thôi, không có tiền nữa rồi. Có tiền duy trì rồi.
Trời ơi, để cho mọi người nha, 120. Thấy mấy bữa nay bán rẻ không? Bởi vì là xả ra hết vườn cả nhà ơi. Nha, bò vàng 120 chốt đơn. Bò vàng cho em nha cả nhà, bò vàng 120. Bò vàng 120.000. Chốt đơn lên giúp em comment. Nha, bò vàng 120 để em coi còn cái gì không lên bán. Hồng gấm em còn 2 cây. Ngọc điểm hồng gấm. Chốt bò vàng 120 cho anh tiệm luôn. Ngọc điểm hồng gấm 120 cho em nha cả nhà. Chậu này số 1. Số 1 là nhiều lá nhưng mà không có vòi. Số 2 có vòi nhưng mà không nhiều lá bằng chậu số 1. Đó, bò cái gì? Hồng gấm. Hồng gấm. Hồng gấm 120. Hồng gấm 120.000 nha cô chú anh chị nhà mình. Đâu á, em đâu có đi Quảng Ninh đâu, nhà em cũng đang bán rồi mà. Chậu này chim 120, hồng gấm 120 nha. Hồng gấm 120, số 1 120 và số 2 120 cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, số 1 120 và số 2 120 nha cả nhà. Chốt lên đơn giúp em nha mọi người. Em sale rẻ quá mà em bỏ dép luôn rồi, mọi người biết rồi đó. Sale quẹt rẻ quá mà dục dép luôn rồi mọi người, giờ không có dép đi luôn cả nhà ơi. Nha, chỗ hồng điểm, ngọc điểm hồng gấm. Ngọc điểm hồng gấm siêu thơm 120.000 một chậu, chốt đơn. Chốt đơn giúp em còn chậu bò vàng 120 nè mọi người. Mạng chậm. Bò vàng 120. Ui còn cây bò tím nè, hôm bữa ai hỏi em bò tím là hay không? Bò tím là cái tròn. Mọi người ơi, mạng ơi. Trời ơi, mạng em đóng 520.000 một tháng mà nó dày nè. Chắc là cái phải gọi ông mạng qua xử lý ổng mới được. Rồi cả nhà ơi, bò vàng là 120. Bò vàng là 120 nha cả nhà. Bò vàng thiết kế 120.000. Đó, bò vàng thiết kế phía 23 nha. Bò vàng thiết kế phía 23 120. Bò tím để cho mọi người, chậu này nó bị lá này cả nhà. Đó, nó bị lá ha. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 60.000. 60.000 bò tím đợt trước bán 120 đó mọi người. Bị có cái lá sale nửa giá. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 120. Nha, chậu này 120 nha cả nhà. Ơ lộn, 60. 60.000 chốt đơn bò tím. Bò tím 100. Bò tím 60. Bò tím 60 nha mọi người. Thôi giờ nó con này nó bị gì rồi? Cái con livestream mình nó bị gì rồi mọi người ơi. Mạng lắc cái nó lắc theo mạng luôn rồi mọi người. Cái chậu kia là chậu gì ta? Cái chậu mà màu nâu nâu á. Nó giống rồng xanh đó ha. Thôi quay game đi rồi off. À kêu lên lại phát nữa mà. Lên mấy cây nãy giờ đang bán ế. Em đang có cây chu tước này nè. Cái bên nào? Cái bên này đâu phải em bán 100 đâu. Cái bên này em bán có 90.000 à. Cái bên này em bán 90.000 mà không bán được luôn nè. Mọi người, chắc lúc đó mạng yếu ha, đổ lỗi do mạng đi, không phải hôm nay bán ế. Chậu này cho em đi mọi người ơi, bên soda nha. Chậu bên soda này để cho cô chú anh chị nhà mình 90.000. 90.000 bên soda nha, 90.000. Ủa không phải, bao mấy giá quên rồi. Thôi lỡ rồi, 90. Lỡ rồi cho nên có một chậu lỡ rồi nha mọi người. Cho anh tiệm 90. Em chốt cho anh tiệm 90. Thôi bây giờ quay game đi rồi off nè. 60 phượng hoàng lửa. 60.000 phượng hoàng lửa cho em. 60.000 phượng hoàng lửa nha mọi người. 5 giờ hả? Ok. Năm giờ em mới off. Ủa? 5 giờ.
Phương Hoàng Lửa. Dạ Shinsawa em có. Shinsawa má vàng 150. 150 nay ốp sớm vậy em hả? Ủa em ốp sớm hả? À, xong tối lên live tiếp mọi người. Bình thường là 4 giờ em ốp rồi mà. Bình thường em live sớm, live 2 giờ là 4 giờ em ốp rồi. Shinsawa. Nó nhìn em ẻo ải quá. Shinsawa má vàng, chậu này để cho mọi người 150. Hàng này hàng sắp tay nha. Hàng này hàng sắp tay mang về với lại hàng hiếm mọi người. Hàng hiếm nha, hàng sắp tay mang về hàng hiếm để cho mọi người, chậu này 150. Shinsawa má vàng. Shinsawa má vàng nha, 150 chậu này. Shinsawa má vàng 150 của chú anh chị nhà mình. Shinsawa má vàng nha, hàng này hàng hiếm, hàng tách chiết chứ không phải hàng mua nha. Không phải hàng mua nha mọi người, hàng này hàng tách chiết ra nha cả nhà ơi. Chậu này để cho mọi người 150, trên thị trường không có hàng này nữa. Hết rồi. Hết sạch rồi mọi người, nhà em cũng hết luôn rồi cả nhà ha. Nhà em cũng hết rồi. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 150. 150 chốt đơn, chốt 150 cho anh Phương Nam. À còn, em còn. Vậy để chị Nguyễn Huyền chậu này, còn anh Phương Nam ghé em nha. Ghé em đi, em gom hết cho. Em gom hết cho anh chốt gì, anh gom chốt hết luôn đi. Giờ ốp đi về an toàn, ở đâu có, tối đi em còn like nữa mà. Chậu này cho em. Chậu này nha, nó bung gốc rồi mọi người. Chậu này nó bung gốc rồi. U Thái mà bung gốc rồi nha, 70 ngàn cho em luôn đi. 70 ngàn về nhà ghép lại nha. Về nhà ghép lại cho em nha mọi người, bung gốc rồi. Chậu này để cho mọi người 70. U Thái hoa thơm, dòng U Thái này cái lá nó bẻ bẻ vậy đó cả nhà. Cái lá nó bẻ bẻ vậy chứ không phải là do nó bị gãy đâu nha mọi người ơi. Mà rễ mới nó cũng ra luôn rồi, về nhà chỉ có việc vô chậu thôi. Rễ mới nó ra rồi nè cô chú anh chị nhà mình. Nha, chậu này để cho mọi người. Chậu này em để cho cô chú anh chị nhà mình U Thái chậu này, U Thái để cho mọi người với giá là 70 ngàn. U Thái 70 chốt đơn vậy em. Có vàng 4 số 9. Chính vàng này nè. Còn chậu này U Thái cho em hoa siêu thơm. Bên này đi tới một luống nữa. Đó, thẳng xuống có có vàng 4 số 9 đó. Chậu này cho em nha, U Thái chậu này em chào anh Tống Vừa Khích. U Thái chậu này để cho mọi người 70. U Thái 70 ngàn chốt đơn. U Thái 70 chốt đơn giúp em nha. U Thái 70 sen chốt đơn giúp em. Chở dọc bên 90 mà mọi người không mua luôn. Ủa? Chưa thấy bóng tên. 400 nha cả nhà. Cái này em để cho mọi người 400, chờ được chứ em bán cây này phải 800. Bữa nay để cho mọi người cây này 400, kinh vàng 4 số 9 cam kết bảo hành hoa trọn đời, hoa thơm. Hoa siêu thơm nha mọi người. Kinh vàng 4 số 9 hàng tách chiết siêu lùm cho cả nhà mình, chậu này để cho cả nhà mình 400 ngàn. 400 ngàn thôi nha cô chú anh chị nhà mình. 400 ngàn. Chậu này cho em. Nha cả nhà ơi, 400 thêm giấy cây đi. Okay. Ok anh, em lên Susan cho mọi người. Cần lên dòng gì để lại comment em lên cho cả nhà. Giờ lên theo yêu cầu nha. Giờ hết hàng thanh lý rồi nè, giờ bán thanh lý hết rồi. Giờ lên theo yêu cầu nha mọi người ơi. Giờ cần gì lên đó cho cô chú anh chị nhà mình. Chậu này cho em đi cả nhà. Kinh vàng mẫu số 9 400. Kinh vàng mẫu số 9 nha, 400 ngàn. Ngày mai là Valentine đó mọi người, cho nên cô chú anh chị dạo mình mua lan về tặng đi cả nhà. Nhưng mà lan này ngày hôm nay bán thì ngày mai mọi người chưa nhận được đâu, phải qua lễ mọi người mới nhận được nha. Rồi chậu này cho em đi mọi người, chậu này nha. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 70 ngàn. Vàng lưỡi đỏ, vàng lưỡi đỏ nha cả nhà. Vàng lưỡi đỏ 70, vàng lưỡi đỏ 70 nha cô chú anh chị nhà mình. Vàng lưỡi đỏ 70 ngàn. Vàng lưỡi đỏ 70 nha cả nhà, chốt lên đơn giúp em. Vàng lưỡi đỏ 70 ngàn chốt đơn. Vàng lưỡi đỏ 70 nha cô chú anh chị nhà mình. Vàng lưỡi đỏ 70 ngàn nè, chốt lên giúp em.
chốt lên giúp em comment nha cả nhà. Dạ cái này em thuần vỏ thông. Cái này em thuần vỏ thông nha cô chú anh chị nhà mình. Nay thuần vỏ thông rồi. Về nhà để mọi người cho nó lên thân mới mọi người chơi 70 ngàn. Vàng lưỡi đỏ 70, Susan chớp chỗ này 400. Susan chớp em cam kết bảo hành hại trọn đời. Susan chớp cho em nha cả nhà. Chậu này đang một thân mẹ một thân con là 400. Chậu này một thân mẹ hai thân con là 450. Cho mọi người lựa chọn. Em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời nha Susan chớp. Tối nay có thể lên chớp nhiều nha mọi người. Tối nay có thể lên chớp nhiều á. Lên vàng đỏ xưa, tối nay lên vàng đỏ xưa. Rồi chậu này cho em đi cả nhà Susan chớp. Chậu một mẹ một con, một mẹ một con nha. Một mẹ một con cho em là 400. Một mẹ hai đứa con. Một mẹ hai đứa con là 450 nha cô chú anh chị nhà mình. Đó mọi người chốt lên đơn giúp em nha. Một mẹ mà hai con là 450. Một mẹ mà một con là 400. Đó còn cái mà có hoa, có vòi hoa như này là 500. Chậu có vòi hoa như này là 500 lên giúp em nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Rồi mọi người ơi chia sẻ giúp em đi. Chia sẻ giúp em đi đợi 5-10 phút nữa em quay game nè cả nhà. Chậu này cho em 500 nha mọi người. Chậu này 500 ngàn. Chấm chấm lên giúp em đi cả nhà. Chia sẻ giúp em một lần vô trang cá nhân, một lần vô hội nhóm rồi chế độ công khai giúp em nha. Để em chuẩn bị quay game em móc chốt chậu 400 cho anh Hoàng Vũ. Anh Hoàng Vũ cho em quên xin số điện thoại nha. Một mẹ một con. Một mẹ một con là 400 ngàn. Nhưng mà hàng cọc ở lộn, hàng chớp thì cho em cọc nha mọi người. Cho em tiền cọc nha. Hàng chớp thì cho em tiền cọc thì em mới đi đơn nha cả nhà. Anh, nếu như mà giờ nha, nếu như mà đứng ở khía cạnh của em thì em nghĩ anh nên lấy cái chậu 450 luôn. Bởi vì sao? Cho em mượn lại cái chậu 450 em phân tích. Bởi vì một cái mầm con này nó rất là khó lên. Và để mà nó lên một cái mầm con như này phải mất cả nửa năm. Đó, đang khuyên cái anh quản lấy 450 luôn rồi. 450 mình còn chậu nào không? À 450 em còn nha. Đó em chú anh Hoàng Vũ chậu 400 anh cứ suy nghĩ đi. Bởi vì một cái thân mẹ một thân con, một thân mẹ mà một cái thân con nó lên lâu lắm, nửa năm nó mới lên mà hơn nhau có 50 ngàn. Thì khuyên mọi người nên lấy luôn 450 cho em nha. Đó 450 em còn, 450 một mẹ hai con em còn nha anh quản. 450 Susan chớp thì em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời. Ví dụ như cái chậu này em bán Susan chớp mà về nhà nó sổ ra mặt hoa cho mọi người không phải là Susan chớp, em đền bù cho cả nhà mình bằng giá trị và cao hơn giá trị của cái hàng em bán cho cả nhà mình trước đây nha. Rồi chậu 400 em chốt cho anh Hoàng Vũ, nhưng mà anh Hoàng Vũ cho em quy xin số điện thoại nha. Cho em xin số điện thoại, đơn nhà em trên 500 mọi người, cho em xin tiền cọc là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đơn mà chớp á, mọi người cho em xin cũng tiền cọc luôn nha cả nhà. Rồi em mới đi đơn và mọi người nhà em chỉ có một số tài khoản thôi. Một số tài khoản duy nhất tên là Đặng Tri Ngân hàng phát triển gì nông nghiệp và phát triển và nông thôn hả? Nông nghiệp phát triển và nông thôn gì đó cả nhà. Agribank nha. Đó chậu này 400 anh Hoàng Vũ, nhưng mà anh Hoàng Vũ phải cho em ghi xin số điện thoại em mới chốt được. Không có số điện thoại em làm sao mà chốt được đây. Em đang có chậu rồng vàng xưa ơi là xưa, có một ngô cô tắm cám gì đây nè cả nhà. Đó, ngày xưa rất là xưa. Rồng vàng siêu xưa, chuẩn xưa cho em chậu này 500 ngàn đợt trước nè. Giờ để cho mọi người luôn. 300 sen chốt đơn nha. Đằng này hàng này hàng chuẩn xưa, hàng tách chiết ra nha cả nhà. Hàng tách chiết ra là hàng chuẩn xưa, chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình 300. 300 ngàn chốt đơn giúp em nha. 300 ngàn chốt đơn. Cái này là em chào, con chào cô Kim Dung Trần. Chậu này là rồng vàng chuẩn xưa nha mọi người. Đây là mặt hoa của rồng vàng chuẩn xưa này cả nhà. Hồi hộp mặt hoa. Em bán sao mà kho phải đền lại không sao hết. Cái gì? Lấy cái chậu hoa không bớt hả em? Lấy hoa là đỡ hồi hộp á. À. Dạ chậu hoa em không bớt, chậu hoa là 500. Chậu hoa nó nhiều thân hơn mà cả nhà. Mà nhà em bán rẻ, cam kết bao giá thị trường luôn á. Bao luôn, bao tất cả hội nhóm ti chớp luôn.
Đây là mặt khoai rồng vàng xưa nha mọi người. Rồng vàng xưa nha cả nhà ơi, rồng vàng siêu xưa. Ok anh Quảng, để em nhắn tin cho anh nghe. Để em nhắn tin cho. Chào này cho em. Chào này cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Chào này lồng vàng xưa, chào này để cho mọi người 300. Chào này để cho cô chú anh chị nhà mình 300 nha cả nhà ơi, chốt lên đơn giúp em. Chốt lên đơn giúp em nha cả nhà. Đại gia ghệ thấm nha. Lên tiếp. Lên tiếp cho mọi người nha mọi người. Em có phụ nữ quý phi. Đợi em 2 giây thôi nha. Không, 2 phút. Chạy ra, chạy u ra ngoài kia lấy cái cây xong chạy vô cho mọi người nha. 2 phút. Chưa tới 2 phút đâu. Vũ nữ quý phi nha mọi người. 5 giờ ở gì ta? 5 phút nữa em quay game. 5 phút nữa em quay game nha. Vũ nữ quý phi cho em nha cả nhà. Một chậu siêu lùm như này luôn, để cho mọi người 90.000 một chậu. 3 chậu 270 bao ship, hàng này đang vòi nụ. Hàng này đang vòi nụ nha cô chú anh chị nhà mình, chốt lên đơn giúp em nha. Chốt lên đơn giúp em nha cả nhà ơi. Đó, chốt lên đơn. Xem chậu tôm. Dạ em đang có chậu tôm này nè anh Quảng. Chậu tôm này là tôm hồng sắc pháo á. Hồng sắc pháo chất chuẩn luôn nha. Chậu này 600.000. Chậu này 600.000 nha anh. Cái gì? Cái gì? 4 số 9 nhỏ hơn à. Tối nay vô xem live giúp em đi. Để chút xíu nữa em offline cái em lên em tìm. Em ra ngoài em tìm coi thử còn chậu nào không em lên nha. Sợ không còn, hôm bữa bán hết rồi. Hôm bữa bán hết rồi, chậu đó rẻ lắm rồi đó. Hàng đó là trên thị trường người ta phải bán cho mọi người là phải trên 800.000. Rồi chậu hồng sắc pháo này cho em nha cả nhà, 600. Hồng sắc pháo này 600 nha cô chú anh chị nhà mình, cam kết bảo hành hoa trọn đời. Nha, cam kết bảo hành hoa trọn đời, hàng thùng vỏ thông hết rồi nha cả nhà. Đang có 1 2 3 thân. Đó, đang có 3 thân lên nha cô chú anh chị nhà mình, chốt lên giúp em nè. Rồi chậu này cho em đi cô chú anh chị nhà mình ơi. Và quý phi, phụ nữ quý phi nha cho em mấy cái chậu vòi đi. Phụ nữ quý phi đang có vòi hết cho mọi người về chơi ha. Một chậu để cho cô chú anh chị nhà mình với giá là một chậu để cho mọi người với giá là 90.000. Sao nay hay thích nâng giá vậy ta. 90.000 một chậu mà 3 chậu thì em bao ship. 3 chậu 270 bao ship hoa thơm nha. Hoa thơm vòi dài cho cô chú anh chị nhà mình. Vòi này cả nhà, vòi phân nhắn cho em nha. Một chậu để cho mọi người 90.000. Anh chị nào chốt chút em lựa mấy chậu lùm. Anh chị nào chốt trước em lựa mấy chậu lùm lên trước cho cô chú anh chị nhà mình nha cả nhà. Đó mọi người chốt lên đơn giúp em. Đây nè mọi người, siêu lùm hai vòi luôn nè. Siêu lùm mà hai vòi luôn cho em nha. Chậu này em để cho mọi người với giá. Chậu này em để cho cả nhà mình với giá là 90.000 một chậu. Đó, 90.000 một chậu nha. Và ba chậu thì em 3 chậu thì em bao ship cho cô chú anh chị nhà mình nha. 3 chậu em bao ship, mọi người chốt lên đơn. 3 chậu 270 bao ship, phụ nữ quý phi. Phụ nữ quý phi nha cả nhà ơi. Mọi người chốt lên giúp em comment nha. Phụ nữ quý phi em để cho cô chú anh chị nhà mình với giá là 90.000. Quên giá hoài luôn. Tặng cho mọi người nha. Hôm nay tặng cho cả nhà mình một chậu, một phần quà là một chậu phụ nữ quý phi. Hai chậu luôn đi. À không. Không, phần quà hôm nay là tặng hai chậu phụ nữ quý phi. Phần quà ngày hôm qua trả quà tặng cho mọi người đó là một chậu bò vàng. Nha, tặng cho mọi người chậu bò vàng là đơn ngày phần quà ngày hôm qua. Mọi người chốt lên đơn giúp em nha.
vũ nữ quý phi. Chín chục ngàn một chậu. Ốp nha mọi người. Ốp. Bombadour chớp. Chậu này 600. Bombadour chớp chậu này cho em 600 ngàn nha cô chú anh chị nhà mình. Bombadour chớp 600. Đó, Bombadour chớp 600 nha cả nhà ơi, chốt lên đơn giúp em. Bombadour chớp 600. Bombadour chớp nghịch nha mọi người. Bombadour chớp nghịch 600 nha cô chú anh chị nhà mình. Mọi người chốt lên đơn giúp em. Bombadour chớp 600. Rồi bây giờ quay game nha. Game ngày hôm qua là tặng cho mọi người hai chậu bò lộn, tặng cho mọi người chậu bò vàng. Game ngày hôm nay tặng cho cô chú anh chị nhà mình là ba chậu lộn, hai chậu vụ nữ quý phi. Quay luôn nha. Quay tổng là 6 lần. Em quay tổng là 6 lần nghe mọi người. Giờ quay lại nha, tổng là 6 lần. Tìm ra người trúng quà. Mọi người em thấy như nãy giờ chưa đủ đơn cũng nhiều. Anh chị nào chưa đủ đơn á, tối nay vô xem live tiếp với em nha, để gộp đơn giúp em nha mọi người. Để gộp đơn giúp em nha cả nhà. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. 125 anh chị nhà mình tham gia em quay luôn nha. Quay nhanh luôn mọi người, off nha cả nhà. Em chào chị My Trà. Xin chúc mừng cô chú anh chị nhà mình có tên Facebook là Lan Campuchia, Hoa Lan Campuchia. Anh chị Hoa Lan Campuchia có ở trong like comment giúp em chịu có nha. Anh chị Hoa Lan Campuchia lần thứ nhất. Anh chị Hoa Lan Campuchia lần thứ hai. Anh chị Hoa Lan Campuchia có ở trong live rồi nè. Hôm bữa em kêu mọi người để hình con mèo, avatar hình con mèo á, năm nay hợp gì á, chúng quà miết luôn. Anh chị Hoa Lan Campuchia. Chia sẻ một lần vào trang cá nhân và một lần vào hội nhóm nhé cả nhà đây nè. 55. Xin chúc mừng anh chị Hoa Lan Campuchia đã trúng phần quà là một chậu bò vàng nha. Anh chị Hoa Lan Campuchia comment giúp em là trúng quà bò vàng kèm với số điện thoại nha. Và bây giờ em quay game ngày hôm nay là hai chậu vụ nữ nha, là hai chậu vụ nữ nha cô chú anh chị nhà mình. Đợt này sẽ có 125 anh chị nhà mình tham gia. Quay luôn nha mọi người ơi. Em quay luôn nha. Xin chúc mừng cô chú anh chị nhà mình có tên Facebook là gì đây mọi người? Anh chị nhà mình có tên Facebook là Ngọc Lan. Anh chị Ngọc Lan nha, lần thứ nhất giúp em. Anh chị Ngọc Lan lần thứ nhất. Anh chị Ngọc Lan. Anh chị Ngọc Lan lần thứ hai giúp em.
anh chị Ngọc Lan ơi, lần thứ 3 giúp em. Anh chị Ngọc Lan, lần thứ 4. Anh chị Ngọc Lan, lần thứ 5. Anh chị Ngọc Lan, lần thứ 6. Anh chị Ngọc Lan, lần thứ 7. Quay lại nha. Hạ dây xuống nha mọi người ơi. Hạ dây xuống 2 giây. Quay luôn. Quay luôn cho cả nhà mình nha. Quay luôn nha mọi người ơi. Trời ơi, trúng quà vô nhận quà giúp em nè. Cây bên. Có khi là cây bên đó. Coi thử lại. Xin chúc mừng chị Hà Thanh. Chị Hà Thanh có ở trong live nhận quà giúp em nha. Chị Hà Thanh lần thứ nhất. Chị Hà Thanh. Chị Hà Thanh lần thứ hai. Tự dưng cái tới khúc quay game mấy bạn nó bị lắc ha mọi người, kỳ ghê luôn. Chị Hà Thanh lần thứ ba. Mọi người chấm chấm lên cho không bị ẩn comment nào cả nhà. Để cho em biết mạng nó còn đang mượt nữa mọi người. 90 mà khúc cuối hả? Hình như là cây bên đó. À không phải, à. Chị Hà Thanh lần thứ mấy đó mọi người? 4. Lần thứ 4. Chị Hà Thanh lần thứ 5. Quay tiếp nha. Tự nhiên cái thèm bắp nướng ngang à mọi người ơi. Mời mọi người tới nhà em ăn bắp nướng nha. Chút xíu nữa em offline em sẽ đi mua bắp về em nướng. Mọi người ăn bắp nướng không? Ghé vườn lan Tiên Mỹ nha. Ấp 1 liên ấp 2, 3, 4 xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để ăn bắp nướng nha mọi người. Sẽ thèm đủ thứ rồi trời. Xin chúc mừng. Cô chú anh chị nhà mình có tên Facebook là anh Nguyễn Minh Nhật. Anh Nguyễn Minh Nhật có ở trong live nhận quà giúp em nha. Nắng nó chiếu thẳng vô mặt mình luôn. Anh Nguyễn Minh Nhật lần thứ nhất. Có ăn bắp rồi thích đủ thứ. Nhưng mà thích nhất là tiền đúng không anh Binh Ba? Có người mới mua xe rồi xe. Vết ba mua 170. Trời mẹ ơi. Anh Nguyễn Minh Nhật không có, đang nhiều chuyện mọi người, đang nhiều chuyện. Một chiếc xe 170 ngàn. Ở lộ 170 triệu. Một chiếc xe 170 triệu. Chiếc xe máy nha cả nhà. Oh, quá trời ghê. Quay tiếp nha mọi người ơi, đang nhiều chuyện mọi người. 126 anh chị nhà mình tham gia quay luôn. Tới cuối live mỗi ngày mỗi món. Dạ đúng rồi á, mỗi lần live xong là tự nhiên cái bụng nó đói. Mà cái bụng nó đói thì sao mọi người, thèm đủ thứ. Quyết tâm là chút xíu nữa chạy ra chợ mua bắp nướng. Ở lộ mua bắp về nướng. Cho mọi người thèm chơi. Mà mọi người cũng đâu có biết đâu mà thèm, đúng không? Xin ví, xin ví anh Tống vừa khích lấy hên.
Trời ơi. Rồi, xin chúc mừng ai đây mà giờ mà quay chú mỏng nữa là hơi bị ghê luôn. Xin chúc mừng chị Trần Vân. Xin chúc mừng chị Trần Vân nha. Chị Trần Vân có ở trong like comment giúp em là chịu trúng quà. Chị Trần Vân lần thứ nhất thì mê không? Dạ không nha anh Thanh Trần. Ví dụ như lỡ em nói em thèm anh Thịnh. Rồi anh Thanh Trần. Ở lộn. Chị Trần Vân lần thứ hai. Anh Thịnh Nguyễn Văn là hứa lèo em hôm bữa em đứng đợi để chở em về mà không qua chở em về. Chị Trần Vân lần thứ ba. Lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Đổi giây nha mọi người. 35 giây. 35 giây nha cả nhà. Nãy giờ là đang để 37 giây. Giờ 35 giây, 126 anh chị nhà mình tham gia nha mọi người ơi. Sao? Ủa em kêu em quay 6 lần thôi mà nãy giờ em quay mấy lần rồi ta? Hai phụ nữ quý phi. Anh Thanh Trần bay mất nick rồi. Hèn gì ổng tạo ra cái nick đó gì á, Thịnh Trần Văn đó. Hôm bữa em kêu là ông Thịnh Trần Văn là ông nào vậy mà biết hết lai lịch nhà em. Cái ai về hóa ra là ổng. Anh chị nhà mình có tên Facebook là hai chữ. Đó, cái hoa màu vàng nha mọi người. Ủa em che tên mà em che kiểu gì vậy ta? Anh chị Lan Ngọc. Anh chị nhà mình có tên Facebook là Lan Ngọc. Có ở trong like comment giúp em nha. Anh chị Lan Ngọc, Ngọc Lan. Anh chị Lan Ngọc lần thứ nhất 4 lần rồi hả? Anh chị Lan Ngọc lần thứ hai. Có anh chưa? Đương nhiên là sẽ có rồi. Anh chị Lan Ngọc lần thứ ba. Anh chị Lan Ngọc lần thứ tư. Anh chị Lan Ngọc lần thứ năm. Quay lại nha. Xin chúc mừng. Tí nữa em phải chụp hình với chiếc xe 170 triệu. Ước gì cũng có chiếc Vespa chạy hí. Anh chị nhà mình có tên Facebook là Viễn Thành. Anh chị nhà mình có tên Facebook là Viễn Thành nè. Anh chị Viễn Thành lần thứ nhất. Ba đồ yêu đó không có tiền mua thôi đúng không? Ồ, nghe chiếc xe 170 triệu. Trời ơi. Anh chị Viễn Thành lần thứ hai. Đang nhiều chuyện quá không tập trung quay game luôn á. Anh chị Viễn Thành lần thứ ba. Anh chị Viễn Thành lần thứ tư. Anh chị Viễn Thành lần thứ năm. Anh chị Viễn Thành. Mình hỏng mà không trúng. Lần nay mà trúng là quá kinh. Anh có kinh nghiệm nhận game đúng không? Rồi giảm dây xuống lần nữa nha mọi người. 33 đi. Số 33 đi mọi người. 33. 33 giây nha. 126 anh chị nhà mình tham gia. Xin chúc mừng cô chú anh chị và mình có tên Facebook là
là gì đây? 5 giờ luôn rồi, cánh đúng giờ chưa? Anh chị nhà mình có tên Facebook là Kiệt Lô. Anh chị nhà mình có tên Facebook là Kiệt Lô. Xin chúc mừng anh Tống vừa khích thật. Anh nghĩ anh may mắn đến thế sao? Lần này có người nhận à. Anh chị Kiệt Lô lần thứ 2. Anh chị Kiệt Lô lần thứ 3. Có rồi. Hên quá. Được đi mua bắp rồi. Anh Kiệt Lô chia sẻ một lần vào trang cá nhân, một lần vào hội nhóm nha cả nhà ơi. Tổng là 2 lần. Đây nha cô chú anh chị nhà mình. Đây nha mọi người ơi, anh chị Kiệt Lô đứng top 52 nè. Đó, một lần vô trang cá nhân, một lần vô hội nhóm nha. Tổng là 2 lần. Xin chúc mừng anh Kiệt Lô. Anh Kiệt Lô comment giúp em là trúng quà. Chúng là hai vùng nữ quý phi kèm với số điện thoại giúp em nha. Để em tạo đơn luôn. Để em tạo đơn luôn cho anh nha anh Kiệt ơi. Mọi người vào nhận quên cho em đỡ. Nhận game cho em đỡ mệt rồi. Có rồi. Có rồi, được đi mua bắp rồi mọi người ơi. Hôm qua là quà, hôm qua là một chậu bò vàng. Quà hôm nay là hai chậu phụ nữ quý phi nha. Comment giúp em trúng quà đi để em tạo đơn sang quyên óp luôn nha mọi người. Hẹn mọi người vào tối nay nha. Hẹn mọi người vào livestream tối nay nha cả nhà. Hẹn mọi người vào livestream tối nay chúng ta bung nóc. Bung nóc nha cô chú anh chị nhà mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và chào tạm biệt. Anh Phương Nam qua nhà em nhậu này, ship hai chai bắp. À qua nhà em ăn bắp. Ăn bắp nướng, tự dưng thèm bắp nướng. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và đã ủng hộ em ở trong cái livestream này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở nhà game chớp Mỹ. Thơm nhất mũi luôn. Anh trúng game chớp Mỹ hả? À đúng rồi. Anh trúng game chớp Mỹ, đúng rồi, chớp Mỹ hoa thơm lắm. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tối nay nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi em trong cái livestream này. Hẹn gặp lại mọi người. Xin chào cả nhà. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.